Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 167. Dương Bách Xuyên nhìn thấy những ngôi sao sắp xếp thành hình dạng giống như chòm sao. Những ngôi sao mà hắn nhìn thấy hơi sáng hơn so với những ngôi sao khác, nếu như không quan sát kỹ thì sẽ không nhận ra được. Nhìn kỹ thì phát hiện quả thật là chòm sao, tập hợp đủ 28 chòm sao lấp đầy bầu trời trên cao. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết tới 28 chòm sao, hồi đi học đã từng được học, bây giờ xem ra, dù là tiên giới thì cũng sẽ có 28 chòm sao. Hơn nữa còn bị lợi dụng để dùng làm trận pháp. Mặc dù hắn không biết sự xuất hiện của những chòm sao này đại diện cho cái gì, nhưng vẫn biết được đây là dấu hiệu nhận biết của trận pháp. Nếu như quả thật là như vậy thì những ngôi sao này đang sắp xếp thành một trận pháp, sau khi phá giải thì sẽ mở ra được bí mật của đại điện này. Có lẽ bọn họ có thể tìm thấy Lạc Dương. Hiện tại, đám người Dương Bách Xuyên đã chắc chắn nơi mà Lạc Dương rơi xuống chính là ở đây, nhưng những chòm sao này xếp thành trận pháp bao lấy như một cái mạng che mặt. Muốn mở được đại điện thì phải tìm được lời giải từ những chòm sao này. Trong ghi chép ở trái đất thì người xưa đã liên tiếp chọn 28 chòm sao gần xích đạo của Hoàng đạo làm tọa độ để đánh giá sự chuyển động của mặt trăng, mặt trời và năm ngôi sao. Vì được bao quanh bởi mặt trời, mặt trăng và năm sao nên rất giống với những nơi mà mặt trời, mặt trăng và năm sao sinh sống nên được gọi là 28 chòm sao. 28 chòm sao cũng được chia 4 hướng, đông, tây, nam, bắc, mỗi một hướng có 7 chòm sao. Để tiện sử dụng, người xưa đã tưởng tượng ra 4 loại con vật khác nhau. Hướng đông là chòm sao Thanh Long, phía nam là Chu Tước, phía tây là Bạch Hổ, Huyền Vũ phương Bắc cũng gọi là Quy Xà. Đây cũng chính là tứ tượng. Có 7 điểm khác biệt giữa tứ tượng và 28 chòm sao, mỗi một tượng sẽ có 7 loại thay đổi tương ứng. Đông phương Thanh Long được tổ hợp từ 7 chòm sao, Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ và Cơ. Bắc phương Huyền Vũ, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất và Bích. Tây phương Bạch Hổ, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy và Sâm. Nam phương Chu Tước, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực và Trần. Mỗi một chòm sao hoặc tượng đều chia hang cát, ví dụ phía đông là Thanh Long hình dáng dài trông giống như một con ác thần giữa bầu trời đầy sao, trong đó Giác được xem là chòm sao đầu tiên trong 7 chòm của phương đông, hai chòm sao như hai chiếc sừng, sừng là bộ phận đầu tiên tấn công nên rất hung hiểm. Chòm thứ hai là chòm Cang, là cái cổ của rồng, có cặp sừng bảo vệ kéo theo toàn thân, cho nên là cát. Thứ ba là Đê, cũng chính là ngực của rồng, đây là bộ phận quan trọng nhất nên sẽ là cát. Tóm lại, tứ tượng giống như thành hai bên hang cát, Thanh Long ở phía bắc có hai cát, còn năm chòm sao còn lại đều là hung. Huyền Vũ thì có ba hung bốn cát, Bạch Hổ có sáu cát một hung, Chu Tước có bốn hung ba cát. Những sắp xếp tốt xấu của các vì sao này hợp thành một trận pháp giống như cánh cửa sinh tử, muôn vàn thay đổi. Lúc này Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên, thấy trên đầu mình mơ hồ có 28 chòm sao đã lấp đầy bầu trời. Nó sẽ hợp thành trận pháp tứ tượng canh giữ. Lão Bảo, nhìn sự thay đổi của sao trên bầu trời. Dương Bách Xuyên nhắc, nhờ Bảo Thuận Quang quan sát, hắn cũng muốn xác minh xem, sắp xếp sao ở. Tiên giới có giống như những gì hắn biết hay không? À, nhìn sao, Bảo Thuận Quang là trận pháp sư, nếu nhìn kỹ thì hẳn là sẽ phát hiện ra dấu tích. Ông ngây người ra một lúc rồi mới vội vàng nhìn lên bầu trời kia, nếu như Dương Bách Xuyên đã bảo ông xem thì chắc chắn là có manh mối gì đó. Bảo Thuận Quang tin chủ nhân sẽ không vô duyên vô cớ bảo ông ngắm sao. Hơn 10 phút sau, Bảo Thuận Quang nói với Dương Bách Xuyên với vẻ không chắc lắm, chủ nhớ, nhìn như 28 chòm sao hợp thành một đại trận, chúng được liên kết với nhau. Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ ý Bảo Thuận Quang nói tiếp. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên nghe Bảo Thuận Quang nói xong. Hắn đã xác định thiên can địa chỉ ở đây giống ở trái đất, chỉ là cặn kẽ hơn mà thôi. Hai người bàn bạc trao đổi ý kiến, mỗi người đưa ra quan điểm riêng. Cuối cùng đưa ra một kết luận, 28 chòm sao trên đầu bọn họ chắc chắn là một đại trận. Hơn nữa đây còn là đại trận bảo vệ thứ gì thì bọn họ không biết, chỉ có thể khẳng định một chuyện, vào được đại trận thì những bí mật ở đây mới có thể được mở khóa. Ở bên trong tứ tượng mới là trung tâm, nhưng muốn vào được đó thì phải động trận pháp. Du hành 28 chòm sao, cũng chính là trận pháp do tứ tượng tạo. Thành. Trận pháp này có cửa sinh và cửa tử, chỉ khi thuận lợi đi vào cửa sinh thì mới đến được trung tâm. Nếu đi sai thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cửa sinh tử tương ứng với hung cát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hung cát trong mỗi một tứ tượng không giống nhau, có nơi nhiều có nơi ít, nếu đi vào trận pháp thì phải chọn đi chỗ cát tránh chỗ hung,
đi hết được 28 tròm sao thì sẽ vào được trung tâm. Hơn nữa còn phải thành thục trận pháp. Đối mặt với tình huống này, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn Bảo Thuận Quang và Dương Bách Xuyên, bởi vì bọn họ đều biết Bảo Thuận Quang là trận pháp sư. Còn Dương Bách Xuyên lại là người nhìn ra 28 tròm sao, cũng là người phát hiện ra trận pháp. Lúc này bọn họ đều có thể nhìn ra, Dương Bách Xuyên không chỉ là một đại tông sư luyện đan, hắn còn hiểu một chút về trận pháp tròm sao. Nhất định là phải tiến vào, nhưng cũng không thể cứ đi mù quáng được, vậy nên Dương Bách Xuyên và Bảo Thuận Quang bắt đầu bàn bạc. 3 ngày sau, cuối cùng hai người cũng đưa ra được kết luận. Quyết định để Bảo Thuận Quang chỉ đạo trong trận pháp, Dương Bách Xuyên thì sẽ tìm hung cát trong 28 tròm sao, phối hợp với mọi người cùng vào trong đại trận tròm sao, tiến tới vùng trung tâm. Hai người phân công rõ ràng, cũng phát huy sở trường của mình. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng hiểu trận pháp, nhưng trận pháp của hắn học lúc ở tu chân giới. Mặc dù có thay đổi thì bản chất vẫn như nhau, nhưng ở tiên giới thì vẫn có rất nhiều thứ biến hóa, vậy nên hắn để trận pháp sư là Bảo Thuận Quang chủ trì vào trận, còn hắn sẽ tìm hiểu 28 tròm sao, chỉ phụ trách tìm, phân biệt hung cát trong một tượng. Những người khác cũng không hiểu trận pháp nên chỉ phụ trợ. Nếu có gì xảy ra thì mọi người sẽ cùng đối phó. Sau khi bàn xong, Dương Bách Xuyên chuẩn bị bắt đầu. Nhưng trước tiên, hắn thu 1.000 quỷ tiên của Mông Điềm vào trong không gian bình càn khôn. Bởi vì khi vào đại trận tròm sao, nhiều người quá cũng không phải chuyện tốt, đôi khi người đông càng dễ loạn, hơn nữa Dương Bách Xuyên không hy vọng 1.000 quỷ tiên này sẽ bị hao hụt. Chỉ để lại Mông Điềm bên cạnh, hiện tại Mông Điềm là đệ tử thứ tư của hắn, Dương Bách Xuyên rất xem trọng đệ tử quỷ tiên có cấp bậc đại la này. Để Mông Điềm đi cạnh hắn vào trong đại trận tròm sao, cũng xem như rèn luyện. Còn lại là Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Bảo Thuận Quang, Huỳnh Nguyên Minh và Kim Quy Đại Tiên. Trong số những người này chỉ có Kim Quy Đại Tiên là Đại La Đại Viên Mãn, cũng là người yếu nhất. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên cũng định thu Kim Quy Đại Tiên vào không gian càn khôn để bảo vệ, nhưng lão rùa này lại nhất quyết từ chối. Theo như ông nói thì Tu Vi đang ở bình cảnh cần phải đột phá, nếu như trốn đi thì chẳng khác nào con rùa đen, chứ không phải là Kim Tiên nữa rồi. Tu hành cần mạo hiểm có nghĩa là cơ duyên. Mà cơ duyên lại bằng với tài nguyên tu luyện và đột phá bình cảnh. Trong con đường tu luyện, nếu sống dưới sự che chở của người khác thì sẽ không bao giờ trưởng thành được, ở một góc độ nào đó thì là đang hại bản thân mình. Dương Bách Xuyên ngẫm lại, cảm thấy lão rùa này rất có lý, hắn cũng quyết định, con đường tu luyện sau này của hắn cũng nên dựa vào rèn luyện, người thân bạn bè bên cạnh cũng vậy. Nếu không thì chẳng khác nào hại bọn họ. Tính toán thời gian. Đệ tử Vân Môn ở tu chân giới chắc cũng có người phi thăng lên tiên gờ lúc trước Dương Bách Xuyên còn lo lắng, nhưng sau khi nghe Kim Quy Tiên Nhân nói, hắn cho rằng là phúc, họa hay là cơ duyên thì cũng nên để bản thân đi rèn luyện, hắn không thể can thiệp vào con đường tu luyện của bọn họ, nếu không thì họ sẽ không bao giờ mạnh lên được, không có tu vi cường đại thì sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Nếu như hắn đã dẫn dắt bạn bè người thân theo con đường tu luyện, đây cũng là sự lựa chọn của bản thân họ, có một số may mắn, bất hạnh phải để họ tự ngộ ra mới tốt. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Hiện tại hắn mới là một hỗn nguyên đạo tiên mà thôi, so với 9 cảnh giới tu luyện của tiên giới thì hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé. Muốn bảo vệ người thân bạn bè thì trước tiên hắn phải trở nên mạnh mẽ. Nghĩ lại, thiên tiên vừa vào tiên giới quả thật là có nguy hiểm, nhưng chắc chắn không bằng so với tiên nhân cao cấp. Tiên nhân có tu vi cảnh giới càng cao thì nguy hiểm phải đối mặt lại càng nhiều. Ngoài ra hắn muốn làm chút chuyện cho lão đầu. Mặc dù không biết cụ thể lão đầu là người thế nào, nhưng chắc chắn là rất mạnh, ít nhất thì lúc này là như, vậy. Thân là đệ tử, làm chút việc cho sư phụ, Dương Bách Xuyên nghĩ đây là chuyện bình thường, nếu hắn đã quyết định giúp lão đầu thì tương lai kẻ địch của hắn sẽ là những cường giả chân chính, hoặc nói đúng hơn là kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Vậy nên cách tốt nhất là không qua lại với người thân bạn bè, nếu không sẽ mang tới tai họa cho bọn họ. Ít nhất thì trước khi bản thân hắn chưa mạnh thì hắn sẽ không tìm hay tu luyện với những người ở Vân Môn. Nếu đã dấn thân vào con đường tu luyện, vậy thì theo như hắn hiểu, mỗi người đều có một con đường mà mình muốn đi. Trước kia ở tu chân giới, hắn bảo vệ can thiệp cũng không sao, nhưng sau khi tới tiên giới, hắn đã hiểu sâu sắc hơn, can thiệp vào con đường tu luyện của người khác không phải là chuyện tốt. Lúc này, ánh mắt của Dương Bách Xuyên vô cùng kiên định. Đi! Sau khi nói với đám người Bảo Thuận Quang, hắn dẫn đầu đi vào đại trận tròm sao ở trên đỉnh đầu. Quả thật nhìn qua giống như tròm sao ở phía xa, nhưng đây cũng không phải là sao thật. Chỉ là một đại trận được hình thành bởi một loại pháp lực nào đó mà thôi, khi bọn họ bước lên phía trước, phát hiện khoảng cách cũng không xa như tưởng tượng.
Chưa tới một tiếng đồng hồ, hắn và Bảo Thuận Quang dẫn theo mọi người đi tới trước trận pháp tròm sao. Nơi bước vào là Thanh Long Phương Đông. Lúc này, bọn họ xem như được nhìn thấy trực tiếp những ngôi sao, thật ra sau khi tới gần mới phát hiện đây là những quả cầu khổng lồ được hình thành từ những năng lượng, bắt chước theo hình dạng của ngôi sao. Nhưng khi nhìn thấy, bọn họ vẫn rất chấn động. Bọn họ đang đứng ở vị trí của chòm sao Thanh Long ở phương đông, trên đỉnh cầu 100 mét chính là chòm giác tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không hề chói mắt giống như trong tưởng tượng, nhìn bên ngoài giống như một khối hình cầu có đường kính 100 mét, hóa thành chòm sao giác đầu tiên của Thanh Long ở phương đông. Cũng giống như trong suy nghĩ, mọi người cảm nhận được sự tồn tại của lực lượng kết giới cường đại. Huỳnh Uyên Minh tò mò bay về phía trước, nhưng ngay sau đó chòm sao giác lóe lên, Huỳnh Uyên Minh bị một tia ánh sáng đánh trúng, nhanh tới mức mọi người không kịp phản ứng. SMZP Huyền, phụt, Huỳnh Uyên Minh hét lên đau đớn, hộc máu rồi bay ngược ra xa mấy trăm mét. Sau đó được Biên Long đón lấy. Gương mặt trở nên trắng bệch, hơi thở trên cơ thể đã yếu đi. May mà trên người Huỳnh Uyên Minh còn có thứ đồ tốt, vội vàng ăn một viên đan dược thì sắc mặt mới khá lên một chút. Một đòn công kích suýt chút nữa đã lấy luôn cái mạng già của Huỳnh Uyên Minh. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xông vào cơ thể phá vỡ đạo nguyên lão phu không có tiên đan gia truyền thì cái mạng này cũng đi rồi, công kích của chòm sao rất kinh khủng. Sau khi hồi phục, Huỳnh Uyên Minh khiếp sợ nói với mọi người. Ngay sau đó tiên nguyên trong lòng bàn tay Bảo Thuận Quang hóa thành một lá cờ nhỏ, vung tay lên ném về phía trước. Khi lá cờ này tiến vào chòm sao giác, một ánh sáng bạc xuất hiện trên bầu trời, chỉ trong giây lát đã chiếm hơn nửa bầu trời đầy sao, hình thành một cái vòng tròn. Đây chính là kết giới vô hình giữa đại trận tứ tượng, trước đó không thấy nhưng sau khi Bảo Thuận Quang chỉ ra, bọn họ đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi nhìn thấy kết giới ánh sáng bạc vô cùng to lớn, Dương Bách Xuyên nói với Bảo Thuận Quang, Thanh Long ở phương đông có chòm giác là sừng rồng, đây thường là nơi tấn công đầu tiên, chủ hung, không thể vào. Chúng ta bắt đầu từ tròm cang hoặc là đê, đó là vị trí cát, có thể xem như lối để tiến vào đại trận. Tìm kiếm tỉnh tú cát vị là sở trường của Dương Bách Xuyên, Bảo Thuận Quang đảm nhận việc thiết lập trận pháp. Đoàn người theo chân Dương Bách Xuyên dạo quanh một vòng lớn, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tìm thấy tú cát vị. Nơi đó vẫn bị kết giới tràn ngập ánh bạc ngăn cách, giờ cần phải ngồi vào trong kết giới thì mới có thể đi xuống lõi đất. Đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng phải xem khả năng của Bảo Thuận Quang tới đâu. Có thể dẫn mọi người tiến vào hay không? Tìm thấy cát vị cũng không đồng nghĩa với việc có thể tiến vào, bởi nơi này có trận pháp tồn tại, cần đại sư trận pháp tìm xem cửa sinh vào trận ở đâu mới được. Lão Bảo, tiếp theo tới lượt ngươi đấy. Sau khi tìm thấy tinh tú cát vị, Dương Bách Xuyên quay sang nói với Bảo Thuận Quang. Cát vị của chòm sao Thanh Long ở phương đông nằm ở hai nơi, đó là sao cang và sao đê. Theo lý thuyết, cả hai cát vị đều có đường tiến vào trong trận pháp. Còn chọn cái nào thì phải xem Bảo Thuận Quang am hiểu trận pháp đến trình độ gì. Chủ nhân yên tâm, kế tiếp cứ giao cho ta. Bảo Thuận Quang nghiêm túc gật đầu, thoạt nhìn có vẻ rất tự tin. Yên tâm mà làm, tất cả mọi người sẽ hỗ trợ ngươi. Dương Bách Xuyên cổ vũ Bảo Thuận Quang. Ích. Sau đó, Bảo Thuận Quang đứng ngay tại chỗ, trong tay chợt hiện ra ba lá cờ nhỏ, vừa vẫy cờ, hắn ta vừa chạy xung quanh vị trí của sao cang, miệng lẩm bẩm gì đó. Khoảnh khắc lá cờ đầu tiên bay ra ngoài, rơi chúng kết giới tỏa ánh bạc. Cả kết giới chấn động, ánh bạc chợt lóe, nhưng chỉ vậy thôi, không còn xảy ra hiện tượng gì bất thường nữa. Nhưng diệu thay lá cờ rơi chúng kết giới lại hiên ngang đứng vững, tựa như đã cắm cọc mọc rễ vào kết giới vậy. Kế tiếp, từ lá cờ tỏa ra hào quang màu vàng nhàn nhạt, như đang chèn ép ánh bạc của kết giới, hay nói đúng hơn là ngăn chặn sức mạnh cắn ngược của kết giới. Từ xa nhìn lại, trông lá cờ như đang lơ lửng giữa không trung vậy. Sau đó, lá cờ trận thứ hai rời khỏi tay Bảo Thuận Quang, bay ra ngoài. Kế tiếp là lá cờ thứ ba. Ba lá cờ trận lần lượt cắm cọc phía trên kết giới, tạo thành hình tam giác, mỗi lá cờ cách nhau tầm ba thước. Khoảnh khắc ba cờ trận được đặt vào đúng vị trí, một âm thanh trầm thấp vang lên, từ ba lá cờ trận tỏa ra quầng sáng màu vàng chói lóa. Ngay sau đó, Bảo Thuận Quang lại vung tay, liên tục kết ấn tiên nguyên hướng về phía trung tâm của tam giác tạo từ ba lá cờ. Rầm rầm rầm. Theo sau từng pháp quyết của Bảo Thuận Quang là vô vàn âm thanh lảnh lót xuất hiện. Cờ trận chia âm dương, biến đổi ngũ hành thành muôn loài, càn khôn tái thế, xoay chuyển thiên địa, không gian vô hình, mở. Vừa dứt câu, một giọt máu tức khắc bắn ra từ ngón giữa của Bảo Thuận Quang, rơi xuống trung tâm giữa ba lá cờ. Lại một âm thanh rung trời trôi qua, bỗng, trung tâm ba lá cờ tỏa ra ánh sáng nhuốm màu máu, một cánh cửa xoay tròn xuất hiện. Thành công, chủ nhân, có thể vào rồi.
Trên trán Bảo Thuận Quang lấm tấm mồ hôi, nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ vui mừng trên khuôn mặt, vội quay sang bẩm báo. Lão Bảo làm tốt lắm, Dương Bách Xuyên khen ngợi hắn ta, ngoài ra thì nhờ quan sát chiêu thức phá trận của Bảo Thuận Quang mà hắn đã nghĩ ra một ứng dụng khác của trận pháp. Đạo trận pháp cũng là đại đạo, lại thay đổi khôn lường. Thoạt nhìn, đạo trận pháp của Bảo Thuận Quang có vẻ là đạo cờ trận, đúng là vô cùng độc đáo. Ta cũng chỉ ăn may thôi, nếu không nhờ chủ nhân tìm được Tỉnh Tú Cát Vị, ta cũng không thể mở được lối vào cửa sinh. Bảo Thuận Quang khiêm tốn đáp lại, không quên nịnh nọt họ Dương một phen. Đây, hình như đây là trụ cúng tế. Định Hòa Bình cũng xem như là người có kiến thức sâu rộng, sau khi vào trong, thứ ông ta thấy đầu tiên là một tế đàn, có điều nhỏ hơn bình thường rất nhiều, chỉ rộng khoảng 100 thước vuông, khắp bốn phía chẳng có gì ngoài làn xương ánh bạc, tóm lại không nhìn thấy bất cứ món đồ nào khác nữa cả. Nhưng trên tế đàn nhỏ này lại xuất hiện 7 trụ cột làm bằng bạch ngọc, trên thân mỗi trụ bạch ngọc lại khắc họa rất nhiều hoa văn phức tạp, nhìn thoáng qua thì hình như còn có cả tranh về loài thú nào đó. Mỗi trụ bạch ngọc cao khoảng 9 thước, đường kính nửa thước. Không nhiều không ít, vừa khít 7 trụ bạch ngọc, còn được sắp xếp theo 7. Vì sao của chòm sao Thanh Long ở phương Đông? Lão Đinh có ý kiến gì không? Thấy Đinh Hòa Bình lên tiếng, Dương Bách Xuyên cho rằng ông ta đã nhận ra điều gì, thế là vội ra hiệu cho ông ta nói rõ hơn. Ta từng nhìn thấy một bức tranh vẽ cảnh cúng tế trông khá giống nơi này trong một quyển sách cổ. Theo những gì ta đọc được thì đây là nghi thức mà ma tộc thượng cổ chỉ sử dụng khi cần cúng tế ma thần. Và nó có hai hàm ý, thứ nhất là phong ấn, thứ hai là sống lại, nói đúng hơn là triệu hồi ma thần sống lại. Tiếc thay ta không thể xác định được trụ cúng tế ở đây được dùng với mục đích nào. Tóm lại, đây là một loại trụ cúng tế cổ xưa vô cùng tà ác, những hoa văn khác bên trên rất giống với những gì được ghi lại trong sách cổ. Tên của nó là trụ cúng tế ma thần và dù mục đích là gì thì mỗi một trụ cúng tế ma thần đều phải hấp thu máu và hồn phách của vô vàn sinh linh thì mới thành công, có thể nói cực kỳ độc ác. Đại Tông Sư, xem ra nơi này không đơn giản chút nào, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Lúc nói tới chuyện đây, giọng Đinh Hòa Bình thoáng run rẩy. Có thể thấy ông ta vô cùng e ngại trụ cúng tế ma thần này. Đừng lo, chỉ cần đi đúng cửa sinh của trận pháp thì sẽ không sao đâu, Lão Bảo, ngươi thấy đúng không? Dương Bách Xuyên an ủi Đinh Hòa Bình, lại ngoái đầu hỏi Bảo Thuận Quang. Những lúc thế này tuyệt đối không được để niềm tin của bản thân bị lung lay, bằng không sẽ lãnh nhận hậu quả vô cùng nguy hiểm, vì nếu tâm trí bị ảnh hưởng, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ khó lòng đối phó được. Bảo Thuận Quang là người dày dạn kinh nghiệm, tất nhiên biết Dương Bách Xuyên sợ lời Đinh Hòa Bình nói sẽ đả kích sĩ khí của mọi người, thế là vội vàng gật đầu hùa theo, đúng vậy, Lão Đinh à, không cần lo xa vậy đâu, có ta và chủ nhân ở đây. Ngươi lo lắng làm quái gì? Suy cho cùng cũng chỉ là một trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp còn sót lại từ thời thượng cổ, uy lực đã sớm hao hụt, không còn mạnh như trước nữa, vì vậy ngươi hãy vững lòng lên, chỉ cần chúng ta đi đúng đường tới cửa sinh thì chẳng phải lo cái quỷ gì nữa cả. Đây chỉ là chòm sao của một phương, cả thảy có đúng hai đường chính dẫn tới hai cửa sinh thôi, đừng lo quá. Những lời Bảo Thuận Quang nói như tiếp thêm lòng tin cho mọi người. Dương Bách Xuyên mỉm cười gật đầu hài lòng. Lúc này Đinh Hòa Bình cũng nhận ra mình lỡ lời, những lúc thế này đương nhiên không thể nói ra mấy câu làm suy sụp tinh thần của mọi người. Ông ta quay sang mỉm cười ngượng ngùng với Dương Bách Xuyên, đặng nói nhỏ, xin lỗi Đại Tông Sư, ta nhất thời lỡ lời. Không sao, ngươi nói cũng không sai. Tựu chung lại, lúc ở trong này, tất cả phải đề cao cảnh giác, ta và Lão Bảo sẽ phụ trách việc tìm cửa sinh để phá trận, còn mọi người sẽ tập trung đối phó với những trường hợp khẩn cấp, chắc chắn mọi người sẽ làm được thôi. Chúng ta đi rất lâu mới tới được đây, trên đường cũng gặp nhiều trắc trở nhưng đều an toàn vượt qua, đã đi được 99 bước rồi, cũng thể chùn chân ngay tại bước cuối cùng, đúng không? Xin tuân lệnh Đại Tông Sự, Lão Hủ nhất định dốc hết toàn lực, cùng mọi người vượt qua cửa ải khó khăn này. Định Hòa Bình gật đầu trả lời. Về phần những người khác, ai cũng tỏ thái độ tin tưởng vào Dương Bách Xuyên và Bảo Thuận Quang. Với cả hiện tại cũng chẳng còn đường lui, chỉ còn mỗi cách tiến thẳng về phía trước mà thôi. Tiếp xua đó, Dương Bách Xuyên và Bảo Thuận Quang quay sang nhìn nhau, hai người ra hiệu cho những người khác lùi về sau, còn mình thì tiến lên quan sát 7 trụ ma thần trong miệng Đinh Hòa Bình, xem thử rốt cuộc có gì đặc biệt. Nói thật thì sau khi nghe Đinh Hòa Bình kể lại, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy lo lắng không yên. Bởi hẳn nhớ có lần, chim thần ma từng nhắc tới có cả một ma tộc thành bị chôn vùi tại nơi đây, có thể là bị vị cổ tiên nhân nào đó chôn cất, nhưng cũng có thể chính người của ma tộc đã ra tay. Mục đích là vì muốn cúng tế ai đó hoặc sinh vật nào đó. Hiện tại, theo những gì Đinh Hòa Bình đọc được trong sách cổ thì trụ ma thần này được dùng để phong ấn, hoặc là triệu hồi ma thần nào đó sống lại.
Kết hợp tin tức này với những gì nghe được từ chỗ chim thần ma, nếu phải lựa chọn thì Dương Bách Xuyên nghiêng về vế thứ hai hơn. Dù thế nào thì bây giờ, trước mặt họ chỉ còn đúng một con đường, nên đành phải tiếp tục đi tới thôi. Lão bảo, xem ra bảy chủ ma thần này được bố trí dựa theo bố cục của các vì sao thuộc chòm sao Thanh Long ở phương Đông, mà các vị lại nằm ở sao Cang và sao Đê, nên ta đề nghị, lần này hãy chọn sao Đê, người nghĩ sao? Dương Bách Xuyên hỏi Bảo Thuận Quang. Bảo Thuận Quang nhìn chằm chằm bảy chủ ma thần hồi lâu, rồi trầm giọng đáp, chủ nhân, ta thấy không đơn giản như vậy đâu. Trên mỗi trụ cột có khắc, minh văn trận pháp, mà cát hung trong các minh văn này lại thay đổi liên tục, e là không đơn giản như chỉ cần tìm thấy cát vị là xong. Hơn nữa ta vẫn chưa phát hiện có gì đặc biệt, giờ chỉ còn nước đi bước nào hay bước nấy, chắc để ta thử một chút xem sao. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, cũng được, hiện đã không còn đường lui, người cứ thử xem rồi tính tiếp, nhớ cẩn thận. Ma thần trụ trước mặt được xếp theo thương long tinh tú phương Đông, vừa nhìn đã hiểu. Bởi vì như vậy nên ở trong mắt Dương Bách Xuyên và Bảo Thuận Quang, cái này quá mức đơn giản nên mới khó đoán. Bảo Thuận Quang đành phải thử một lần, không biết chuyện gì sẽ xuất hiện. Tế đàn chỗ này không lớn, chỉ có 7 trụ, trung tâm nằm trong 7 cây cột ma thần này. Theo lời của Bảo Thuận Quang thì khắc văn trên mỗi cột đều có cát hung sinh tử, cho dù tìm được trụ cát cũng chưa chắc đã là cửa sống. Nhưng hiện tại hắn cũng không nhìn ra được gì, đành phải nhìn xem sự biến hóa trụ ma thần rồi tính. Sau đó Bảo Thuận Quang đứng trước cây cột ma thần cát, nâng tay lên lấy ra 6 lá cờ, nghiêm mặt lại. Sau khi 6 lá cờ xuất hiện, Bảo Thuận Quang không vội đánh vào ma thần trụ, mà bay xung quanh ma thần trụ. Một tiếng vang vang lên, ánh sáng vàng lóe lên từ 6 lá cờ, sau đó 6 luồng ánh sáng bay về phía ma thần trụ. Ánh sáng chiếu rọi ma thần trụ, màu sắc bạch ngọc vốn có của ma thần trụ chuyển thành màu đen, sau đó có lồng khí đen bay ra. Âm đùng, một tiếng nổ nhức óc vang lên từ trong ma thần trụ. Sau đó Bảo Thuận Quang vung tay đánh lên trên ma thần trụ. Việc này càng khiến ma thần trụ có phản ứng mãnh liệt, khắc văn chuyển động như sống lại, hóa thành màu đỏ sậm rồi hội tụ thành một luồng ánh sáng. Chấn, Bảo Thuận Quang gầm lên, lực tiên nguyên bùng nổ đánh về phía ma thần, dường như muốn đè ép mấy khắc văn đang chuyển động trên ma thần trụ kia. Vậy, nhưng không ngờ lực lượng của Bảo Thuận Quang lại không hề chấn áp được ánh sáng màu đỏ trên ma thần trụ. Sau đó ánh sáng mày đỏ chuyển đến đỉnh ma thần trụ, nổ ầm rồi bay về phía trụ bạch ngọc khác. Âm ầm ầm. Vô số tiếng nổ vang lên, bảy ma thần trụ như bị phản ứng dây chuyền, cột sáng màu đỏ sâu chuỗi lại với nhau. Mọi người chỉ có thể nhìn không thể ngăn cản, bởi vì quá nhanh. Chủ nhân, chúng ta nhanh lui lại thôi, có vẻ nó mất khống chế rồi. Bảo Thuận Quang xấu hổ nói. Lúc này mỗi một ma thần trụ đều đã biến thành màu đen nhánh, đồng thời giữa mỗi ma thần trụ đều có một cột sáng màu đỏ rậm. Bản thân bảy trụ bạch ngọc được thiết kế theo 28 ngôi sao trong phương Đông Thương Long, nối với nhau thành hình một con rồng dài. Lão bảo, ta cảm thấy sắp có chuyện rồi, rốt cuộc ngươi làm gì vậy? Không tìm được cửa sinh, ngược lại làm Thương Long nối liền lại với nhau. Dương Bách Xuyên hỏi Bảo Thuận Quang. Bảo Thuận Quang chua xót nói, chủ nhân, không thể trách ta đã dùng gấp đôi lực lượng để phá giải trận này. Ai ngờ mấy khắc văn trên đó lại cường đại đến thế, giống như có ý thức riêng vậy, tự chuyển động. Trận pháp nơi này không thể suy đoán theo lẽ thường, giờ phải làm gì bây giờ? Ta cũng cảm thấy có vẻ ta đã gặp rắc rối, nhìn vòng cổ thất tinh, có vẻ. E rằng Thương Long sắp xuất hiện, Bảo Thuận Quang sợ hãi nói. Hai, thôi không sao, đi một bước tính một bước thôi, chuẩn bị chiến đấu đi, thất tinh nối liền, Thương Long đã thành hình, chỉ mỏng không quá cường đại. Nhưng sau tiếng gầm kia, một hơi thở khủng bố làm người sợ hãi lan tràn, khí ma sát tràn ngập tế đàn. Phía sau đám người Dương Bách Xuyên là sương mù và cả kết giới vô hình, bọn họ không có đường lui. Lần này chỉ có thể cắn răng xông lên. Nhưng bọn họ không ngờ bảy ma thần trụ bị ánh sáng màu đỏ nối lại còn xuất hiện thêm một con ma long. Có vẻ đây là bài kiểm tra của bọn họ, giờ mới là bắt đầu mà thôi, đại trận 28 tinh tú, tứ đại thần thú nên chắc chắn sẽ không đơn giản. Hiện tại việc bọn họ cần làm là cố chịu đựng, giết rồng. Chỉ có giết chết ma long, hóa giải nguy cơ thì sẽ xuất hiện đường sống, tiến vào phân đoạn tiếp theo. Gào, ma long đỏ đậm gào thét. Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói, mọi người chuẩn bị giết rồng. Rõ. Mọi người đồng thanh trả lời. Bọn họ đều biết rõ bọn họ không có đường lui. Chỉ có xử lý ma long mới có đường sống. Nói vậy nhưng thật ra bọn họ đều bị khí thế và hơi thở của ma long dọa sợ. Uy áp cường đại ập xuống bao phủ khắp tế đàn,
khiến lực tiên nguyên trong cơ thể của bọn họ hỗn loạn. Thật ra mọi người cũng không cần quá lo, đây không phải ma long chân chính, chỉ là năng lượng thể do ma khí hình thành từ trận pháp, không có ý thức nên không được coi là một sinh linh. Cho nên chúng ta có thể thắng, chỉ cần có được lực lượng mạnh hơn ma long thì chúng ta sẽ có cơ hội tiêu diệt nó. Bảo Thuận Quang nói, cuối cùng mọi người cũng nghe được một tin tức tốt, chỉ cần không phải sinh linh có ý thức là được, nếu có ý thức thì mới đáng sợ nhất. Gào, ma long gào thét, lần này phi hẳn xuống. Giết! Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, một tiếng nổ vang lên, thanh liên tiên hỏa gắn đầy thân kiếm, kiếm khí tản ra hơi thở vô cùng cường đại. Chảm, Dương Bách Xuyên chém một kiếm lên người ma long, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó mọi người cũng tung hết chiêu thức của mình ra, tất cả lao về phía ma long. Gào, ma long gầm lên trong cơn mưa công kích. Vô số năng lượng nguyên khí bùng nổ như mây nấm, ma long bị bao phủ bên trong, hoàn toàn ngăn cản sự tấn công của ma long. Thấy vậy mọi người đều vô cùng vui vẻ. Xem ra người nhiều lực lớn thì nhanh hơn, bọn họ hợp lực lại tạo ra sức mạnh còn lớn hơn cả ma khí. Ha ha, thì ra cũng chỉ là giàn hoa dọa người, cũng chỉ như vậy mà thôi. Hình Uyên Minh cười to. Gào. Đúng lúc này tiếng rồng ngâm vang lên như muốn đâm thủng màng tai. Không xong, tản ra. A, tiếng hộc máu và tiếng rên đau đớn thay nhau vang lên. Dương Bách Xuyên cảm nhận được thân thể bị một lực cực lớn va chạm vào, sau đó bay ngược ra ngoài. Trong đầu chỉ có hai chữ quá mạnh. Bịch bịch bịch. Tất cả mọi người đều bị đánh bay lên kết giới bên rìa tế đàn, tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên. Chỉ vẻn vẹn một đòn đã khiến cả 9 người bọn họ bị thương. Quả thật là mạnh tới mức khiến người ta ngây ra. Quan trọng là, vừa rồi rõ ràng mọi người tập trung tấn công đã khiến ma long rơi vào thế bất lợi, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, đòn phản công lại khốc. Liệt như vậy, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có thời gian nghĩ kỹ vấn đề đó, bởi vì lần tấn công thứ hai của ma long đã ập tới. Gào. Trong tiếng thét dài, chỉ thấy ma long há miệng phun ra ma khí nồng đậm quét về phía bọn họ. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, hắn bay lên trong lòng khẽ động, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng. Vút, Dương Bách Xuyên triệu hoán chuông Đông Hoàng. Chỉ trong một suy nghĩ, chuông Đông Hoàng đã hóa thành một cái chuông khổng lồ dài 30 mét. Sau khi rót lực đan nguyên và thần hồn, phù văn màu vàng quay vòng, tạo ra từng tiếng chuông vang vọng. Ầm ầm. Công. Đòn tấn công của ma long đánh lên chuông Đông Hoàng tạo tiếng nổ vang. Nhưng lại bị chuông Đông Hoàng của Dương Bách Xuyên ngăn cản. Dương Bách Xuyên làm vậy là để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Chuông Đông Hoàng không chỉ có thể sử dụng ở trong lĩnh vực thần hồn mà khi rót pháp lực vào thì sẽ hóa thành thực thể, sức phòng ngự rất mạnh. Mọi người ra tay. Ngay lúc này, Đinh Hòa Bình nhìn thấy sơ hở, ông hô lớn để mọi người cùng nhau ra tay tấn công ma long. Dương Bách Xuyên chặn lại công kích của ma long, lúc này đối phương có sơ hở, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đầu là những người đã tu luyện mấy ngàn vạn năm, sao có thể để tuột mất cơ hội này. Đinh Hòa Bình vừa hô lên, những người khác lập tức tấn công ma long. Thật ra vừa rồi mọi người đều thua thiệt trong tay ma long, nhưng bị thương không quá nghiêm trọng, vẫn có thể chịu đựng được. Ầm 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 ầm. Đợt tấn công thứ hai còn chuẩn xác hơn đợt đầu, tất cả đều đánh trúng ma long. Lần này không có những đám mây hình nấm mạnh mẽ như đợt tấn công đầu tiên, bởi vì mọi người công kích chuẩn xác, ma long cũng không phun ra ma khí nữa. Từng đợt tấn công đánh lên người ma long. Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn cau mày. Bởi vì hắn phát hiện đòn tấn công của đám người Định Hòa Bình không có nhiều tác dụng. Không gây ra nhiều thương tổn với ma long. Xem ra, thân thể của ma long này vô cùng cường đại, da dày thịt béo tới mức không thể làm nó bị thương. Đám Đinh Hòa Bình có tới tận 8 người, ngoại trừ Mông Điềm và Kim Quy Tiên Nhân có tu vi Đại La Đại Viên Mãn, còn lại những người khác đều là hỗn nguyên cao cấp. Trong đó có Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Bảo Thuận Quang đều có thực lực đạt tới cảnh giới hỗn nguyên trung phẩm. Chỉ có Huỳnh Uyên Minh là hỗn nguyên đạo tiên sơ phẩm. Nhưng dù là như vậy, cả 8 người liên hợp tấn công cũng không làm gì được. Hỗn nguyên đạo tiên cũng xem như đỉnh phong của tiên nhân trung cấp. Vậy mà đợt tấn công này lại không thể phá hủy được thân thể của ma long. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên phải khiếp sợ. Lần này, cuối cùng Dương Bách Xuyên mới nhận ra, ma long quả thật là sự tồn tại không có ý thức, giống như những gì Bảo Thuận Quang đã nói, ma long này hoàn toàn do trận pháp hình thành. Đây chỉ là một vật dẫn tràn đầy sức mạnh cường đại. Rất mạnh, nhưng không hề có ý thức. Đây vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Tốt là ma long không có ý thức,
Cuộc tấn công tiếp theo của bọn họ hoặc trận chiến tiếp theo sẽ không có mục tiêu cụ thể, có lợi cho mọi người tác chiến. Xấu là nếu không có ý thức thì đồng nghĩa với việc không có thần hồn, nếu vậy thì bọn họ dùng thần hồn tấn công sẽ vô ích, bản lĩnh của tiên nhân hơn phân nửa là thần hồn phụ trợ, lực pháp tắc cũng như vậy. Lực tấn công của chuông Đông Hoàng cũng mất đi hiệu lực. Hoàn toàn không hề có tác dụng với ma long này. Dương Bách Xuyên díu mày nhưng cũng không để ý, hẳn từ bỏ việc dùng tiếng. Chuông Đông Hoàng để tấn công, trong đầu bắt đầu thôi động phù văn màu vàng của chuông Đông Hoàng. Những phù văn này có thể sử dụng để tấn công bất kỳ cơ thể năng lượng nào, hơn nữa còn là sức mạnh chí dương chí cương. Tương khắc với thân thể mang thuộc tính âm của ma long. Gào! Sau khi ánh sáng vàng từ phù văn tản ra, ma long bị Dương Bách Xuyên nhốt trong chuông Đông Hoàng cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Những tiếng nổ bắt đầu vang lên trong chuông Đông Hoàng, dường như đang muốn đánh vỡ chuông để chui ra ngoài. Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được sự cường đại, hắn vội vàng gia tăng khống chế chuông Đông Hoàng. Nhưng hắn phát hiện, dùng phù văn tấn công, có lẽ uy lực luyện hóa ma long cũng không mạnh như hắn nghĩ. Hơn nữa ma long phản kích ngày càng kịch liệt, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chuông Đông Hoàng của hắn cũng không chống đỡ thêm được bao lâu. Lúc này Dương Bách Xuyên tiếp tục điều khiển chuông Đông Hoàng trấn áp ma long, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách. Vốn dĩ hắn định tự mình quyết định, từ khi gặp phải đại trận 28 chòm sao. Hắn không định nhờ chim thần ma nghĩ cách. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mình sắp không chịu được nữa, nhất định phải hỏi con chim trụi lông kia, không biết nó có sáng kiến gì không. Ma long này quả thật rất mạnh, hơn nữa ma thể cứng tới mức gần như không có nhược điểm. Quả đen, người có ý kiến gì không? Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hỏi chim thần ma. Chim thần ma vẫn luôn ngủ gật trên vai Dương Bách Xuyên, nhưng hắn biết rõ con hàng này ngủ nhưng vẫn rất tỉnh táo. Quả nhiên hắn nghe thấy chim thần ma nói tiếng người, ha ha, lão tử còn tưởng con gà nhà ngươi lợi hại lắm, đây là hết cách rồi. Chim thần ma mỉa mai khiến Dương Bách Xuyên hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, lúc này hắn không thể đắc tội với con quạ đen này được, đừng có phí lời, giải quyết được ma long thì ta sẽ cho ngươi một viên đan kim nguyên đại la. Thật, chim thần ma lập tức lên tinh thần. Tiểu ra đây lừa ngươi bao giờ, nhanh lên. Dương Bách Xuyên trợn trắng. Mắt. Ha ha. Nhất trí, thật ra muốn diệt ma long này không khó, chỉ cần tìm được điểm yếu là được, nếu cứ đánh tiếp thế này thì có mệt chết các ngươi cũng không tóm được ma long. Yếu gà nghe cho rõ đây, điểm yếu của ma long cũng chính là hang cát trong chòm sao thanh long, nói thẳng ra là ma long này chỉ là một mắt xích trong trận pháp 28 chòm sao mà thôi, thanh long phương đông có 7 chòm sao, hai cát năm hung. Tấn công vào chỗ hung trên người ma long thì sẽ có thể phá được trận pháp ma long. Không nên chạm vào hai vị trí cát kia. Kích thích chỗ đó chỉ khiến ma long càng ngày càng mạnh, trận pháp sư gà mờ như bảo thuận quang đánh bậy đánh bạ xuất phát ngay vị trí cát, thế nên sức mạnh của ma long sau khu xuất hiện tương đối có hạn, nếu như khởi đầu với điểm hung thì ma long sẽ mạnh hơn ít nhất 3 lần. Tiếp theo chỉ cần tìm ra những vị trí hung trên người ma long, lần lượt tấn công vào đó thì sẽ giải quyết được ma long này, chưa biết chừng còn xuất hiện niềm vui bất ngờ, ha ha, chúc các ngươi may mắn. Chim thần ma nói một hơi dài. Dương Bách Xuyên hiểu ý nhưng hắn vẫn hỏi. Những vị trí hung kia có giống như cách tìm 7 chòm sao không? Chim thần ma nói nhảm, đương nhiên là có, đây vốn dĩ là đại trận 28 chòm sao, không chỉ vậy, cả ba tượng khác cũng sẽ tương tự thế này, cho nên mới nói nếu tìm được thì giải quyết đơn giản. Hiểu biết của ngươi về chòm sao xem như không tệ, chỉ cần tìm chính xác là được. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, sức tấn công của ma long ngày càng mạnh, hắn cảm thấy chuông Đông Hoàng của mình sắp không đỡ nổi, vậy nên hô lớn với mọi người. Mọi người nghe rõ đây, sau khi ta thả ma long, tất cả tấn công theo cách mà ta nói thì nhất định có thể tiêu diệt được. Đòn đầu tiên chúng ta sẽ tấn công vào chòm sao phòng, đó là vị trí bụng, mọi vật đều được tiêu hóa trong bụng rồng, chỗ hiểm quan trọng. Thứ hai là chòm sao tâm, đây là nơi chứa thận và thắt lưng nên cũng rất quan trọng. Thứ ba là chòm sao vĩ đuôi rồng, thứ tư là chòm sao cơ. Đây chính là những vị trí hung của chòm sao thanh long, nhưng cũng là nơi quan trọng nhất. Lần lượt tấn công phá bỏ thì ma long sẽ được diệt trừ. Nếu Dương Bách Xuyên đã nói ra cách giết rồng, vậy thì cứ theo đó mà làm. Gào! Ma long thét lên tiếng gầm, chuông Đông Hoàng của Dương Bách Xuyên cũng đạt tới giới hạn cao nhất, trong nháy mắt sụp đổ, ma long bay vọt ra ngoài. Giết! Dương Bách Xuyên hô lên, kiếm đầu long trong tay đâm vào vị trí chòm sao phòng. Phụt! Kiếm đầu long trong tay vậy mà lại đâm trúng vị trí sao phòng của ma long thật. Điều đó khiến Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng, cách này đúng là hiệu quả.
Cùng lúc này, nhóm người Đinh Hòa Bình lần lượt tấn công ba vị trí hiểm yếu khác trên người Ma Long. Gào! Ma Long gào lên thảm thiết vì đau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cùng quay đầu quan sát tình hình, đập vào mắt lại là cảnh tượng ma khí cuồn cuộn không ngừng trào ra khỏi miệng vết thương ở những nơi chí mạng của Ma Long, tựa như quả bóng bị xì hơi. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể to lớn của Ma Long đã tan biến vào không gian. Thành công rồi, Bảo Thuận Quang kích động hét lớn. Ngay sau đó, trong lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, từ bảy trụ cột ma thần trên tế đàn bỗng phát ra tiếng nứt vỡ. Chỉ giây sau, cả bảy trụ cột bỗng nổ tung thành trăm mảnh. Sau khi trụ ma thần trụ nổ tung, từng luồng ma khí đen bóng chợt vụt lên, tản ra khắp bốn phía, xẹt qua bầu trời như những vệt sáng. Cảnh tượng kế tiếp khiến mọi người đồng thanh chửi thề trong lòng, mẹ kiếp, toàn thân là ma khí thật kìa. Không ngờ bên trong những trụ ma thần đó lại cất giấu ma khí. Đương nhiên, không phải trụ nào trong số đó cũng chứa ma khí. Dương Bách Xuyên nhìn thấy rất rõ, đúng là sau khi bảy trụ ma thần bùng nổ đã phóng ra bảy luồng ma khí, nhưng có tới bốn luồng lập tức tan biến vào khoảng không, thế nên lúc này, trên tế đàn chỉ còn lại ba món ma khí, bao gồm một kiếm, một đao và một trường thương. Hơi thở tỏa ra từ chúng vô cùng thuần khiết, nhưng lại là hơi thở ma sát. Kỳ thật, ma khí và tiên khí cũng chẳng khác nhau là bao, tất cả phụ thuộc vào cách con người ta sử dụng chúng. Bởi suy cho cùng nó chỉ là một món đồ, nếu nằm trong tay tiên nhân thì sẽ là tiên khí, còn rơi vào tay tu ma giả thì thành ma khí, điểm khác biệt nằm ở chỗ thứ được truyền vào trong nó là tiên nguyên lực hay ma nguyên lực mà thôi. Với tu sĩ mà nói, pháp khí chỉ là một vật dẫn. Nhưng nếu đi sâu vào chi tiết thì đúng là vẫn có vài điểm không giống nhau. Dù sao cũng là ma khí nên tất nhiên là do tu ma giả chế tạo ra, nếu thứ được truyền vào là ma nguyên lực thì độ phù hợp sẽ cao hơn. Với cả nuôi dưỡng chính là thuộc tính của ma nguyên lực. Có thể nói, trời sinh đã được phân chia làm thuộc tính ma. Theo những gì hắn thấy hiện tại thì xem ra, mấy món ma khí này chỉ là công cụ hỗ trợ sức mạnh của bảy trụ ma thần, đồng thời tạo nên sự biến hình của Ma Long. Thế nên khi nhóm Dương Bách Xuyên tiêu diệt Ma Long trong trận pháp, chẳng khác nào phá hủy trận tinh tú, vì vậy trụ ma thần mới nổ tung, kéo theo đống ma khí bên trong hiện thế. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, thứ bị cất giấu trong bảy trụ ma thần, hay nói đúng hơn là nguồn năng lượng cung cấp cho trận pháp chính là những món đồ đó của ma tộc, nhìn sơ thì không chỉ có ma khí mà còn vài thứ khác nữa. Có mấy món hẳn đã hao hụt hết năng lượng, kết quả là tan biến luôn theo sự sụp đổ của trụ ma thần. Vậy nên cuối cùng chỉ còn lại mỗi ba món ma khí xuất hiện trước mặt mọi người. Khoảnh khắc ba món ma khí bay vụt ra ngoài, đã có ba người nhanh tay lẹ mắt chộp được. Ba người đó chính là Hình Nguyên Minh, Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang. Xem như quả ngọt sau một hồi làm việc vất vả vậy. Kỳ thật Dương Bách Xuyên cũng có thể tóm một món về, nhưng hắn không làm vậy, bởi trước đó hắn đã giành được vài viên mạc hồn châu, ngoài ra còn có huyễn ma pháp tắc, với cả chiến lợi phẩm những người khác thu được thật sự quá ít. Hắn không phải một kẻ độc tài, không thể cứ thấy gì tốt là gom hết về mình, mà phải biết quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh, bằng không về lâu về dài sẽ khiến họ sinh lòng oán hận. Với cả hắn cũng đâu thiếu một, hai món ma khí. Vậy nên có nhường lại cho người khác cũng chẳng sao hết. Chủ nhân, hình như ma khí này là hàng cao cấp, chỉ cần tu sửa, bảo dưỡng lại đàng hoàng thì sẽ trở thành một món tiên khí cao cấp, nên ta xin tặng lại cho chủ nhân. Có điều Bảo Thuận Quang đúng là một người hầu cận trung thành, không cần ai thúc giục cũng biết tự giác đưa trường thương cho Dương Bách Xuyên. Mà cũng đâu còn cách nào, giờ mọi người đều đang nghe theo sự dẫn dắt của Dương Bách Xuyên mới có thể an toàn tiến về phía trước, dạo quanh đại trận tinh tú này. Bên cạnh đó thì không một ai biết kế tiếp có gặp phải chuyện gì bất chắc nữa không, thế nên không cần thiết ôm khư khư ma khí để rồi khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy xa cách. Suy cho cùng, họ có thể thành công tiêu diệt Ma Long của trận pháp đều là nhờ công lao của Dương Bách Xuyên. Thế nên làm gì có mặt mũi mà cất làm của riêng. Kỳ thật, Đinh Hòa Bình không hề nghĩ nhiều tới vậy, dù sao bây giờ Dương Bách Xuyên cũng là đại tông sư của luyện tạo tiên minh, là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng với ông ta. Vì vậy ở đây chỉ có mỗi một người ngoài là Hình Uyên Minh cảm thấy không nỡ thôi, mà tiếc thì tiếc thật, nhưng Hình Uyên Minh biết mình không thể đắc tội Dương Bách Xuyên. Thấy cả ba đều giao lại ma khí cho mình, Dương Bách Xuyên im lặng quan sát vẻ mặt của họ một hồi lâu, sau đó mới bật cười, mắng Bảo Thuận Quang, cái lão này, người muốn biến ta thành kẻ bất nghĩa hả, lấy trở về đi, chủ nhân nhà ngươi không thiếu pháp bảo đâu, trên tay ta có đổ long kiếm là quá đủ rồi. Nghe rõ đây, trước đó ta cũng nói rồi, mọi người mạo hiểm tiến vào nơi này. Gặp phải chuyện gì tất cả đều dựa hết vào số phận, ai giành được bảo vệ ở đây thì đó chính là vận mệnh của người ấy và hiện tại, suy nghĩ của ta vẫn y như cũ, không hề thay đổi.
Đây chỉ là khởi đầu mà thôi, nếu ta đoán không sai, trong đại trận 28 vì tỉnh Tú vẫn còn 3 chòm sao Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ chưa được khai phá. Dựa theo trận pháp Thanh Long, ta nghĩ kế tiếp sẽ có không ít bảo vật xuất thế, do đó mọi người không cần lo lắng chỉ cho mệt, vì ta tin tất cả 9 người có mặt tại đây đều sẽ tìm thấy cơ hội của riêng mình. Thế nên mau cầm về đi, đừng lôi ra làm ra xấu mặt. Dương Bách Xuyên phẩy tay, miệng mỉm cười, mắng đùa Bảo Thuận Quang, nhưng kỳ thật là để tỏ rõ thái độ với những người khác. Hiệu quả rất tốt, bằng chứng là hắn vừa dứt lời, ai cũng rạng rỡ hẳn lên. Hình Uyên Minh khẽ thở phào trong lòng, càng thêm kính nể Dương Bách Xuyên. Ba người không khách sáo qua lại nữa, chỉ mỉm cười cầm ma khí về. Còn những người khác, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, trong lòng tự thấy thoải mái hơn nhiều, đúng, kế tiếp vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Lão Bảo, người kiểm tra thử xem cửa sinh xuất hiện hay chưa đi. Hiện chúng ta đã tiêu diệt được Thanh Long, theo lý thì cửa sinh phải lộ diện rồi mới phải. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Bảo Thuận Quang. Rõ, chủ nhân, Bảo Thuận Quang ứng tiếng, lập tức xoay người đi làm ngay. Còn những người khác không cần phân phó cũng tự tản ra xung quanh để tìm kiếm. Không bao lâu sau, giọng Mông Điềm vang lên, sư tôn, ở đây có gì đó lạ. Lắm. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tuyết Hương chạy tới, phát hiện đúng là có một khoảng kết giới ở rìa màn xương trông khá bất thường. Sau khi Bảo Thuận Quang tới nơi, lập tức kiểm tra kỹ càng một lượt, đặng nói, bẩm chủ nhân, nơi này chính là lối vào cửa sinh, giờ ta sẽ mở cửa ngay. Chẳng bao lâu sau, bằng 6 là cờ trận, Bảo Thuận Quang đã mở được cửa sinh, mọi người lần lượt tiến vào trong. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, lần này họ đã tới tế đàn của trận pháp Chu Tước. Những chuyện xảy ra sau đó không khác gì mấy hồi ở chòm sao Thanh Long, lúc phá trận, hình bóng Chu Tước phát hiện, họ dựa theo điểm hiểm yếu cắt hung để tấn công. Sau đó trụ ma thần bùng nổ, đủ loại bảo vật xuất hiện. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên dẫn dắt mọi người phá hủy lần lượt toàn bộ trận pháp 28 vì tinh tú theo tứ linh, ai cũng đoạt được ít nhất một món ma bảo. Trong đó có ma khí, ma thạch, chiến giáp, tất cả đều là ma bảo được cất trong trụ ma thần để cung cấp năng lượng cho nó, tuy số còn sót lại không nhiều, nhưng hầu như chỗ nào trong tứ linh cũng có. Dương Bách Xuyên cũng lấy được một viên ma thạch, là tiên thạch cực phẩm, nếu là những người khác. Có lẽ không ai dám hấp thu trực tiếp ma thạch cao cấp. Thế này, nhưng với hắn mà nói thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tuyết Hương cũng thu được một món ma khí dạng roi dài, tính ra cũng không tê tám. Tóm lại, người nào cũng có chiến lợi phẩm, cả nhà đều vui. Đồng thời họ cũng khám phá hết toàn bộ trận pháp tứ linh, hủy diệt tất cả trụ ma thần. Sau khi phá hủy trận pháp Bạch Hổ, cũng là trận pháp cuối cùng, tế đàn bắt đầu sụp đổ, mọi người vội vàng bay lên không trung để trốn. Nhưng đúng vào lúc này, không gian bỗng gấp khúc, tất cả bị lực hút không gian kéo vào trong nếp gấp. Chờ tới khi mọi người tỉnh lại, phát hiện họ đang ở tại một nơi vô cùng hỗn loạn. Chỗ này sát khí ngút trời, lại âm u, tăm tối, hệt như bị nhốt trong một không. Gian kín, bốn phía tràn ngập xương máu. Dưới chân không phải mặt đất, mà trong suốt như bệ đài bằng kính, bên trên có khắc minh văn. Chưa hết, trước mắt lại xuất hiện thêm một quan tài đỏ như máu. Trên thân quan tài khắc đầy minh văn, nó nhẹ nhàng trôi nổi ở trung tâm không gian rộng cả 100 mét vuông này. Đúng lúc này, minh văn màu máu dưới chân họ bỗng bừng lên ánh sáng đỏ, hội tụ về lại một điểm như tuân theo quy luật nào đó, tạo thành một vòng tròn cực lớn. Bấy giờ, Đinh Hòa Bình hào hứng nói, Đại Tông Sư, trong quan tài máu đó có hơi thở của Lạc Dương Đại Nhân. Nghe vậy, cả Biên Long lẫn Diêu Bất Ngôn đều phấn khởi hẳn lên. Biên Long hấp tấp nhấc chân, bước về phía quan tài máu. Thấy thế, Dương Bách Xuyên vội vàng hét lớn, Biên Long, quay lại. Cỗ quan tài máu kia trông có vẻ yên tĩnh, nhưng chắc chắn có điểm bất thường, nếu chưa tìm hiểu rõ đã lỗ mãng nhào tới, không chừng sẽ phải chuyện. Quả nhiên chẳng bao lâu sau đã xảy ra chuyện, khi Biên Long bước vào trong hình tròn tạo từ minh văn, lúc chỉ còn cách quan tài máu tầm 10 mét, một tiếng nổ rung trời vang lên, minh văn bên dưới lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa, chiếu thẳng lên người Biên Long. Biên Long hét lên thảm thiết, chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi người tận mắt nhìn thấy cơ thể Biên Long nhanh chóng co quắp lại, chỉ vài giây sau đã hóa thành một cái xác khô, hoàn toàn mất đi sự sống. Mọi người hoảng sợ, vô thức lùi về sau. Biên Long cứ vậy mà mất rồi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Biên Long biến thành xác khô. Lão Biên. Diêu Bất Ngôn có quan hệ khá tốt với Biên Long run giọng hô to. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, Biên Long đã chết. Chỉ bị ánh sáng minh văn lấp lánh bên dưới quan tài máu chiếu vào thôi đã biến thành xác khô. Dường như,
bỗng chốc nó đã hấp thụ hết tất cả tinh huyết sức sống của Biên Long, cũng không hề xuất hiện phản kháng. Phải biết rằng Biên Long đường đường là cảnh giới Hỗn Nguyên Đạo Tiên trung phẩm đấy. Cứ vậy mà tiêu đời rồi. Tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mẹ nó đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mọi người chỉ thấy huyết quang lấp lóe, tu sĩ Hỗn Nguyên Đạo Tiên trung phẩm này đã mất mạng, không nhìn thấy là người nào hoặc thủ pháp giết người cụ thể nào. Đây mới là chỗ khủng bố. Dương Bách Xuyên vung tay ngăn chặn Diêu Bất Ngôn, hắn sợ Diêu Bất Ngôn kích động cũng xông lên, bây giờ tình hình không rõ ràng, không thể lại xảy ra chuyện gì nữa. Đúng lúc này, mọi người phát hiện minh văn màu máu dưới chân bắt đầu tản ra vầng sáng màu máu nhạt, giống như Biên Long đã làm vận chuyển minh văn ở mặt đất. Lão Bảo thấy sao? Dương Bách Xuyên hỏi Bảo Thuận Quang. Theo Dương Bách Xuyên thấy minh văn ở đây rõ ràng cũng là loại trận pháp quỷ dị nào đó. Chủ nhân, trông đúng thật là loại trận pháp nào đó, nhưng ta chưa từng thấy bố cục minh văn này, thực sự không nhìn ra điểm then chốt bên trong. Bảo Thuận Quang nghiêm trọng nói. Cái chết của Biên Long bỗng chốc khiến cảm xúc của mọi người đều rơi xuống đáy cốc. Mọi người đều cẩn thận, tuyệt đối đừng tiếp cận đồ án minh văn hình tròn bên ngoài quan tài máu kia. Dương Bách Xuyên quát to, cũng quan sát chỗ quan tài máu. Môi trường bây giờ rất lạ, chỗ bọn họ đang đứng trông thì có vẻ là hơn 100 mét vuông, xung quanh vẫn bị xương máu mông lung bao phủ. 100 mét trên đỉnh đầu cũng vậy, dưới chân thì trông giống như đang đứng trên thủy tinh trong suốt, có khắc họa từng minh văn phức tạp. Căn nguyên của mỗi một minh văn đều tụ tập về phía chỗ quan tài máu, tạo thành một hình tròn có đường kính khoảng 30 mét. Quan tài máu xuất hiện phía trên minh văn hình tròn, cách mặt đất 1 mét, trông có vẻ như được loại sức mạnh vô hình nào đó đang kéo lấy quan tài máu. Trên huyết quang cũng có từng minh văn như ẩn như hiện, trông hơi khác minh văn dưới đất. Bây giờ thì sao? Sau khi Biên Long biến thành xác khô, cả minh văn hiện ra trên mặt đất trong suốt tựa như đều được kích hoạt, bắt đầu tỏa sáng lấp lóe. Mọi người đều biết chỗ minh văn hình tròn dưới quan tài máu kia chính là cấm địa, mà quan tài máu lại càng là chỗ cấm trong cấm địa. Cái chết của Biên Long chắc chắn có liên quan tới quan tài máu. Vấn đề bây giờ là Dương Bách Xuyên biết không đơn giản như vậy, bọn họ không đến gần quan tài máu, không bước vào trong đồ án minh văn hình tròn thì có thể mọi chuyện đều êm đẹp. Bởi vì hắn phát hiện minh văn ở mặt đất chỗ bọn họ đứng vẫn đang phát sáng. Vầng sáng màu đỏ nhạt lấp lóe. Mặc dù tạm thời không xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới cái chết quỷ dị vừa rồi của Biên Long, hắn cảm thấy không phải chuyện tốt đẹp gì. Sau khi suy nghĩ, hắn vội vàng nói, mọi người mau chóng kiểm tra xem xung quanh có chỗ nào không có minh văn không. Chỗ minh văn này lấp lóe chắc, chắn không phải là chuyện tốt gì. Tình hình bốn đại tông sư đều giống nhau, sau xương máu chính là màn chắn kết giới vô hình. Ta cũng đã kiểm tra cả ở trên cao, không có đường lui nào, trong vô hình đều tồn tại màn chắn kết giới vô cùng mạnh mẽ. Hoàn toàn không thể lay động. Hình như chúng ta đã xuất hiện trong một không gian phong bế, điều khác biệt duy nhất trong cả không gian chính là chỗ quan tài máu. Ninh Hòa Bình bước tới báo cáo, tình hình của những người khác cũng như vậy. Trong lòng Dương Bách Xuyên nặng nề hơn. Lúc này Bảo Thuận Quang lên tiếng, không đúng chủ nhân, chúng ta. Những minh văn huyết quang tản ra dưới chân hình như đang hấp thụ tinh khí của chúng. Ta, Bảo Thuận Quang vừa dứt lời đã khiến tất cả mọi người đều run lên, nhao phóng tâm thần để cảm nhận, quả nhiên mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng đúng thật là đang hấp thụ tinh khí của bọn họ. Mọi người thử xem có thể chống lại không? Dương Bách Xuyên nói, sắc mặt cũng khó coi. Đầu tiên hắn thử chống lại sức mạnh minh văn trong vô hình đang hấp thụ tinh khí, kết quả lại không hề có tác dụng. Đây là sự cướp đoạt tản ra từ trong không khí, hoàn toàn không thể ngăn cản được. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng quả thật tinh khí trên người đang bị ăn mòn. Vô cùng tà môn. Không có tác dụng, đây là cách nước ấm luộc ếch chúng ta không ngăn cản được. Theo tốc độ này, tạm thời có thể không sao, nhưng thời gian dần trôi qua. Kết cục của chúng ta sẽ đều bị hấp thụ hết tinh khí sức sống trên người rồi biến thành xác khô giống Biên Long. Bảo Thuận Quang nói, không thể cứ chờ đợi như vậy, nhất định phải nghĩ cách, thay vì nói là nước ấm luộc ếch, chẳng bằng nói là tự sát mạng tính. Bây giờ xem ra nguồn gốc của sự quỷ dị chính là quan tài máu kia, chúng ta không thể chờ chết. Mọi người cùng nhau công kích quan tài máu thử xem. Hình Uyên Minh nói. Nghe Hình Uyên Minh nói, Dương Bách Xuyên cũng không khỏi gật đầu, nhưng cái chết thê thảm của Biên Long vừa rồi vẫn rõ mồn một trước mắt, không thể làm bừa. Chọc vào quan tài máu, quỷ mới biết liệu mọi người có bị xử lý trong nháy mắt không. Ta tính quá rồi. Mọi người đợi đã, để ta nghĩ cách xem. Sau khi nhìn mọi người, Dương Bách Xuyên tiến lên mấy bước, đến bên mép đồ án minh văn hình tròn.
đương nhiên hắn chưa dám tới gần đồ án minh văn. Tất cả mọi người hoàn toàn mù mịt đối với nơi này, đều không nhìn ra chỗ khác biệt gì, cũng may bên cạnh hắn còn có chim thần ma. Nhìn chỗ quan tài máu, Dương Bách Xuyên truyền âm hỏi chim thần ma, quả đen, nơi này là chuyện gì vậy? Đồ án minh văn, quan tài máu đều có điều quỷ dị gì? Tất cả bọn ta đều cảm thấy tinh huyết trong người đang bị ăn mòn, bây giờ có cách gì không? Hắn hỏi một lúc mấy câu liền, đợi chim thần ma trả lời. Thế nhưng câu hỏi đã hỏi xong, nhưng lại không nhận được câu trả lời của chim thần ma. Qua đen, vẫn không đáp lại. Chim lắm lông, Dương Bách Xuyên tức giận, võ một cái lên đầu chim thần ma. Tên này ngồi trên vai ngủ gật, nhưng không nói chuyện, Dương Bách Xuyên vẫn biết nó nghe thấy hắn truyền âm, bây giờ lại không biết đang ra vẻ cái gì. Gà yếu, gà yếu, gà yếu, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vừa lên tiếng lại là mắng chửi. Bớt nói nhảm, mau nói, cục diện này phá giải thế nào? Dương Bách Xuyên truyền âm hỏi chim thần ma. Có phải tên gà yếu mi đã quên mất chuyện gì rồi không? Muốn hỏi lão tử thì lấy thái độ ra, lấy thành ý ra. Nếu không miễn bàn, hơn nữa, quả thật lão tử biết tình hình ở đây, nhưng chính là không nói cho min. Lúc này chim thần ma nói chuyện rất sôi máu. Trong ngoài lời nói đều đang nhắc nhở có phải Dương Bách Xuyên đã quên mất điều gì rồi không? Trong lòng Dương Bách Xuyên rất tức giận, ước gì bóp chết con chim lắm lông này. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng nhớ ra, lúc trước từng đồng ý chim lắm lông này phá giải trận pháp ma long thì sẽ thưởng một viên tiên đan kim nguyên đại la, hình như đúng là đã quên thật. Hiểu bản tính của tên này, Dương Bách Xuyên lật tay xuất hiện một viên tiên đan kim nguyên đại la, nói, cho ngươi, xem dáng vẻ nhỏ mọn của ngươi kìa, tiểu gia cũng đâu có nói không cho ngươi. Ha hai, tiểu tử mi tinh hơn bất cứ ai, sau này giao dịch với mi thì một tay đưa tiền, một tay đưa hàng, nếu không lão tử chịu thiệt rồi. Chim thần ma cười ha ha, vừa há miệng đã trực tiếp nuốt chửng tiên đan kim nguyên đại la. Dương Bách Xuyên trợn to mắt nói, ngươi không sợ no chết. Mẹ nó phải biết rằng đây là tiên đan kim nguyên đại la đấy, cơ thể nhỏ bé của chim lắm lông lại trực tiếp há miệng nuốt chửng, không sợ bạo thể chết sao. Hắn dùng một viên cũng sẽ tăng một cảnh giới tu vi nhỏ. Nhóm đỉnh hòa bình cũng từng dùng, tất cả đều đột phá tu vi, đủ để chứng tỏ uy lực của tiên đan kim nguyên đại la. Nói, Dương Bách Xuyên lật tay, đưa viên tiên đan kim nguyên đại la cuối cùng cho chim thần ma. Hắn phục tên này rồi, cũng biết chim lắm lông có đức hạnh gì, nên dứt khoát lấy viên tiên đan cuối cùng ra cho nó, đỡ cho con chim lắm lông này cứ nhớ nhung mãi. Ha ha, này còn tạm được. Chim thần ma cười ha ha, lại nuốt viên thứ hai. No chết ngươi, Dương Bách Xuyên mắng. Hắn thật sự phục chim lắm lông rồi. Không hề bất ngờ, viên tiên đan kim nguyên đại la cũng bị chim lắm lông ăn như kẹo, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì. Ăn tiên đan cứ giống như ăn linh thạch vậy. Theo lời chim lắm lông nói, chính là thích mùi vị của tiên đan. Dương Bách Xuyên rất muốn mắng chửi tên phá của này, một viên đan dược có thể đảm bảo một đại la thăng cấp đến hỗn nguyên, lại bị chim lắm lông lãng phí như vậy. Trong lòng Dương Bách Xuyên co rút, nhưng cũng hết cách, ai bảo hắn có điều cầu xin chim lắm lông chứ. Hết cách nha. Thực ra trong lòng Dương Mỗ biết rõ quả thật chim thần ma không giống sinh linh khác, không nói cái khác, chỉ riêng việc nó có thể ăn tiên đan kim nguyên đại la như ăn quả vặt mà chẳng có chuyện gì, đây đã không phải là điều sinh linh bình thường có thể làm được. Cho dù là hắn cũng không dám nuốt liền hai viên tiên đan kim nguyên đại la. Hắn càng biết rõ đầu tư trên người chim lắm lông, tương lai có thể hắn sẽ nhận được báo đáp rất lớn. Bây giờ chỉ là trong lòng đau xót chút thôi. Cũng tốt. Cuối cùng trên người cũng không còn tiên đan, cũng đỡ cho chim lắm lông nhớ nhung. Mau nói đi, cục diện bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Chúng ta phải phá giải thế nào? Dương Bách Xuyên thúc giục chim thần ma. Một người một chim đứng ở mép đồ án minh văn lẩm bẩm truyền âm, nhưng ở trong mắt đám người Đinh Hòa Bình lại không rõ ràng lắm. Đương nhiên trong số những người này chỉ có Tuyết Hương biết rõ vài chuyện của chim thần ma, nàng ấy biết Dương Bách Xuyên đang hỏi chim thần ma cách giải quyết, trong lòng không có lo lắng và dao động gì. Nhưng người khác lại không biết. Hơn nữa Dương Bách Xuyên chưa từng đặc biệt thể hiện chim thần ma trước. Mặt mọi người chỉ thấy luôn có một con chim đen xì ngủ gật trên vai của Dương Bách Xuyên, không có chỗ nào kỳ lạ, chỉ coi là một con chim thú cưng do hắn nuôi thôi. Lúc này, Dương Bách Xuyên đứng ở đó không động đậy, trong lòng bọn họ cũng hơi sốt ruột, nhưng đều không có cách gì, chỉ đành chờ đợi. Bên Dương Bách Xuyên tiếp tục nói chuyện với chim thần ma. Chim thần ma nói, lúc trước lão tử không chắc chắn, nhưng thấy những trận pháp minh văn này thì có thể xác định 10 phần rồi, quả thật nơi này là để phục sinh người nào đó. Người nào đó ư? Dương Bách Xuyên cau mày hỏi.
nói chính xác có thể là ma thần. Chim thần ma nói ra câu này, sau đó hiếm khi trở nên nghiêm túc. Tất nhiên Dương Bách Xuyên nghe ra được sự nghiêm trọng trong lời của chim lắm lông. Hắn không hiểu ma thần là gì, hoặc nói hiểu không nhiều về chuyện ma tộc, nhưng nghe có vẻ rất trâu bò. Hắn không khỏi hỏi, nói chi tiết chút, có phải ma thần cũng là ma tộc không? Ma thần so với tiên nhân cao giai thì thế nào? Sao ngươi chắc chắn là ma thần? Thứ hai, tiên nhân tính là cái rằm, cho dù là cảnh giới tiên tôn cao nhất của tiên giới cũng chỉ là run rế trước mặt ma thần. Ma thần là sinh linh vượt qua cấp bậc tiên, thời đại viễn cổ hồng hoang, trong vũ trụ này đã tồn tại ma thần, sánh ngang thần nhân. Lão tử chính là tồn tại của thời đại đó. Chỉ là thiên đạo có đại kiếp luân hồi, không siêu thoát, cho dù là thần ma cũng không thể tránh khỏi chết dưới đại kiếp. Đương nhiên mi có thể coi đại kiếp này là trận chiến thần ma, là trận đại chiến của sinh linh cao nhất trong vũ trụ. Dưới một trận đại kiếp, cái gì cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng cuối cùng cũng là sinh linh cấp cao nhất, nên vẫn có thủ đoạn sinh tồn, ví dụ lão tử đã sống sót, chỉ là xảy ra chút sai sót, pháp lực có chút vấn đề thôi. Cũng có người mạnh mẽ sẽ thông qua cách chuyển sinh vào luân hồi để trốn khỏi đại kiếp, hoặc là trốn vào nơi nào đó, nhưng cái giá vô cùng lớn, muốn ra ngoài không hề dễ dàng. Nhưng đại kiếp thần ma là kiếp nạn nhắm vào những sinh linh cấp cao nhất kia, sẽ không ảnh hưởng tới sinh linh danh giới khác. Ví dụ tiên giới, tu chân giới và các thế giới lớn nhỏ khác hiện giờ của mi đều sẽ không chịu ảnh hưởng. Truyền thừa như vậy vẫn tồn tại, nói ra thì truyền thừa tu hành của các giới như tiên giới, tu chân giới v.v. đều được tính là đồ tử, đồ tôn của những thần ma kia. Trước khi bọn họ trốn thoát kiếp nạn, tất nhiên sẽ để lại gợi ý cho đồ tử, đồ tôn, ví dụ như quan tài máu này chính là kết quả của một trong số những gợi ý đó. Đây là sản phẩm minh văn của thời đại thần ma, chắc là để triệu hồi linh hồn thần ma mạnh mẽ. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao lúc trước ta nói ma thành bị hủy diệt này trông giống như tòa thành hiến tế. Bây giờ có thể chắc chắn, thành ma tộc này chính là để triệu hồi ma thần nào đó, cho nên đã chôn vùi sinh linh của cả ma thành. Trong sự tự động chuyển hóa 900 năm một lần, nó đã thôn phệ vô số ma hồn của tu ma giả hiến tế trong ma thành. Qua diễn biến của thời gian, có lẽ đã có thể thật sự triệu hồi phục sinh ma, thần, chiêu này đúng là ác độc. Thực ra sinh linh ma tộc dùng kẻ tu ma của cả thành chỉ để triệu hồi phục sinh, hơn nữa còn là hiến tế ma hồn, cơ hội siêu sinh cũng không có, thủ đoạn quả thật rất độc ác, đây cũng chính là sự khác biệt giữa ma tộc và tu tiên giả. Tiên nhân sẽ không dùng cái giá khiến sinh linh cả thành chỉ không thể siêu sinh để triệu hồi hoặc phục sinh ma thần nào đó. Ma tộc tu luyện theo hướng cực đoan, chuyện này cũng chỉ có ma tộc làm ra được. Nói đến sau cùng, chim thần ma cũng hơi khó tin. Dương Bách Xuyên rất chấn động, nhưng cũng hơi nghi ngờ. Sau đó hắn hỏi, thần ma, ma thần, có gì khác nhau? Chim thần ma nói, khác một chữ, là khác một trời một vực. Ma thần, mi có. Thể coi như tổ tông của tu ma giả, chữ ma ở trước, vượt qua tồn tại cấp bậc tiên, được gọi là ma thần, đó là ma của thần đạo. Còn thần chính là thần nhân, thần ma ta nói lúc trước là hai khái niệm, tách riêng đấy. Thần là thần nhân, ma là ma thần. Thần nhân chính là tổ tiên của người tu tiên, lúc đó cũng là người thần đạo vượt qua cấp bậc tiên, hai bên cùng cấp bậc, nhưng lại theo đạo khác nhau, đi đường khác nhau. Đây chính là khác biệt giữa thần và ma, tách ra ma là ma thần có thành quả cấp bậc thần đạo. Nghe đến đây, đột nhiên Dương Bách Xuyên nhớ lại lời giải thích của Càn Khôn Chỉ Linh và Linh Hồn Kỳ Lân năm đó. Theo lời bọn nó nói, sau khi tu tiên đến cảnh giới cao nhất thì chắc chính là thần đạo, nhưng có một số thần nhân lại áp chế tiên nhân trở thành thần đạo, thậm chí vùng đất chôn thân thần mộ viên cũng có liên quan tới điều này. Bây giờ nghe chim thần ma nói hình như thần ma còn có đại kiếp gì đó, phải trốn tránh thậm chí là dùng thủ đoạn chuyển sinh. Giữa hai điều này nghe thì không liên quan, nhưng hắn lại cảm thấy chắc chắn có mối liên hệ. Dương Bách Xuyên không nhịn được nói ra những điều nghi ngờ trong lòng, muốn nghe chim thần ma nói thế nào. Kết quả sau khi nghe xong, chim thần ma suy nghĩ chốc lát, nói, những chuyện này bây giờ tiểu tử mi biết cũng vô dụng, bởi vì tu vi của mi không đủ tư cách để biết. Đợi có một ngày mi trở thành tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiên nhân, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết những vấn đề này. Bây giờ tiểu tử mi chỉ là con gà yếu thôi, đừng hỏi nữa, sau này tự khắc sẽ biết. Bây giờ lão tử nói cho mi biết vấn đề trước mắt, muốn phá trận này, quan tài máu kia chính là then chốt. Mở quan tài máu là có thể phá được bố cục ma trận thời đại này. Nhưng mà độ khó lớn tới mức lão tử cũng hết cách. Ngươi nói lâu như vậy không phải toàn nói nhảm à, ý của ngươi là hết cách rồi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên trực tiếp trợn trắng mắt. Chim thần ma mắng chửi, lão tử đã nói phá trận phá quan tài, đây không phải là cho mi cách rồi sao?
phá được quan tài máu, trận pháp minh văn ở đây sẽ tự phá hủy, sẽ không hút các mi thành xác khô, mi còn muốn sao nữa. Chỉ là Dương Bách Xuyên nghe câu cuối cùng của chim thần ma lại không khỏi ngắt lời chim thần ma, nói, dừng dừng dừng, có chuyện này suýt nữa quên mất. Người đã nói tiên tôn cũng không dám bước vào ma trận minh văn này, nhưng tại sao Lạc Dương lại tiến vào rồi? Khí tức của Lạc Dương đã chứng minh lúc này có đến 8-9 phần Lạc Dương đang ở trong quan tài máu, đây là chuyện gì? Phải biết rằng Lạc Dương mới có tu vi tiên quân, sao nàng ta vào được? Hơn nữa cả đường đi, bọn ta có thể nói là cửu tử nhất sinh, cho dù Lạc Dương là tiên quân cũng không mạnh hơn cả nhóm bọn ta cộng lại bao nhiêu, sao cả đường đi đều không phát hiện dấu vết đánh nhau hay phá hoại trận pháp tỉnh tú? Chuyện này đúng là vô cùng quỷ dị, theo chỉ dẫn khí tức của tiên minh lệnh do đỉnh hòa bình lấy ra thì Lạc Dương chính là ở trong quan tài máu, nàng ta. Nàng ta là chuyện gì? Dương Bách Xuyên kể ra thắc mắc của mình về Lạc Dương cho chim thần ma nghe. Nếu có thể biết được lý do Lạc Dương đi vào huyết quan, có lẽ hắn có thể phá giải được ma trận khắc văn này. Nhưng vấn đề bây giờ là nếu bọn họ không phá hủy ma trận khắc văn này thì cũng sẽ từ từ chết dần. Nhưng nếu phá trận, vậy Biên Long chính là lời cảnh báo. Dương Bách Xuyên cộng thêm những người khác cũng không ai dám chắc có thể bước vào trong ma trận khắc văn mở. Huyết quan ra. Hơn nữa huyết quan là thứ cực kỳ quan trọng, sao có thể mở ra dễ dàng được. Một ma trận khắc văn đã làm khó bọn họ, đừng nói đến huyết quan. Nếu bây giờ có thể biết được tại sao Lạc Dương có thể bước vào trong huyết quan thì bọn họ sẽ tìm được cách vào. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng Lạc Dương còn sống, bởi vì lệnh tiên minh trên tay Đinh Hòa Bình là đồ của Lạc Dương, có ấn ký của Lạc Dương. Nhưng hắn thắc mắc tại sao Lạc Dương lại có thể lẳng lặng đi vào nơi này, tại sao đi vào trong huyết quan nhưng vẫn còn sống. Đây mới là điều quan trọng. Một tiên quân nhưng có thể đi vào nơi này. Quá kỳ lạ, dường như mọi thứ ở đây không hề uy hiếp đến Lạc Dương. Cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm đáp án từ trong miệng chim thần ma. Sau khi hỏi xong hắn chờ chim thần ma phát biểu ý kiến. Một lúc lâu sau chim thần ma nói, vừa rồi ta cũng nói, trong kiếp nạn của thần ma, có thần ma sẽ né tránh kiếp nạn và có rất nhiều cách để né tránh. Hoặc đi vào nơi phong bế vĩnh viễn không đi ra, nhưng đa số những người có năng lực thiên phú dị bẩm cũng sẽ không lựa chọn ẩn nấp, mà lựa chọn mạo. Hiểm, lựa chọn đi vào luân hồi chuyển sinh. Sau khi chuyển sinh, bọn họ sẽ tự có cách trở về của riêng mình, đây là thủ đoạn của thần ma, hiện tại ngươi còn chưa thể tưởng tượng được điều này. Có lẽ một thần ma sau khi chuyển sinh sẽ trở thành đệ tử tiên môn. Nhưng cũng có khả năng sau khi thần ma chuyển sinh sẽ trở thành người tu ma. Tu vi dần tăng lên cộng với thủ đoạn để lại trước khi luân hồi, người chuyển sinh hoặc vô thức hoặc có ý thức tìm kiếm sự triệu hoán của bản thân họ ở kiếp trước, hoàn thành sự trở về. Nếu ta đoán không sai, rất có khả năng Lạc Dương kia là một thần ma chuyển sinh. Cho nên nàng ta mới có thể bình yên đi vào nơi này, chui vào trong huyết quan kia. Ta nói vậy ngươi đã hiểu chưa? Chim thần ma hỏi. Dương Bách Xuyên mở to mắt. Ý của ngươi là khả năng cao Lạc Dương là thần ma viễn cổ chuyển sinh. Ừ, chim thần ma gật đầu. Nàng ta nhận được sự triệu hoán của bản tôn, hoặc nói cách khác. Đây là bố cục mà nàng ta bày ra từ rất lâu rồi. Sau đó đã đi vào nơi này theo tiếng gọi của vận mệnh. Dương Bách Xuyên hỏi lại. Ừ, chim thần ma gật đầu. Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu. Nếu suy đoán này của chim thần ma là thật, vậy bọn họ gặp rắc rối rồi. Nếu Lạc Dương là một vị thần ma chuyển sinh, như bây giờ nàng ta đi vào bên trong huyết quan, có phải đã hoàn thành hiến tế rồi hay không? Có phải đã lấy lại thủ đoạn của thần ma rồi hay không? Cho dù khôi phục chỉ một chút, nhưng nếu đối đầu với nàng ta, sợ rằng bọn họ sẽ chết rất thảm. Thần ma. Dựa theo lời của chim thần ma thì đó là thần, vượt xa tiên. Nếu bọn họ mở huyết quan ra, khả năng sẽ chết nhanh hơn đúng không? Đây là một lựa chọn khó khăn. Ban đầu hắn cảm thấy Lạc Dương là đệ tử của nhị sư huynh, nếu người làm tiểu sư thúc như hắn biết được tung tích của Lạc Dương thì tiện tay cứu giúp, sau này gặp mặt nhị sư huynh đệ cũng có thể có chuyện để nói với nhau. Giờ thì hay rồi, sao lại nhảy ra một ma thần vậy chứ? Một lúc sau hắn uể oải nói, chờ chết thôi, ta không phá ma trận, cũng không mở quan, thả một ma thần ra khác gì chết nhanh hơn. Ha ha, người ngu hả, người cho rằng sau khi thần ma chuyển sinh vẫn là hàng nguyên gốc. Thực lực thủ đoạn sẽ bị suy giảm lớn, không khủng bố như những gì ngươi nghĩ, hơn nữa bây giờ ngươi mở huyết quan ra, có khi có thể cứu được Lạc Dương. Cho dù Lạc Dương là ma thần chuyển sinh, trước khi nàng ta dung hợp được với thần ý của bản tôn thì nàng ta chỉ là một người hoàn toàn mới, không phải thần ma gì cả. Ngươi tiếp tục kéo dài mới đưa tặng cơ hội cho ma thần hoàn toàn xóa sổ ý thức của Lạc Dương.
Các ngươi không còn lựa chọn nào khác, chờ chết cũng không phải là cách, hoặc chờ chết, bị hút thành xác khô, hoặc chờ ma thần mở quan ra cũng chết. Đánh cược một lần, cắt đứt sự dung hợp với ma thần với người chuyển sinh, đây là cơ hội của các ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đừng sợ, trên người ngươi có bảo bối dễ dàng trấn áp ma thần, ha ha. Chim thần ma an ủi cổ vũ Dương Bách Xuyên. Nghe chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên phấn chấn hơn. Quan trọng hơn, Dương Bách Xuyên nghe được chim thần ma nói trên người hắn có bảo bối có thể trấn áp ma thần chuyển sinh. Vội vàng hỏi, ý của ngươi là linh hồn càn khôn? Linh hồn càn khôn cũng chỉ như khí linh mà thôi, đúng là nó vô cùng thần bí. Ngay cả ta cũng không nhìn thấy, nhưng theo tính cách của linh hồn càn khôn, nó sẽ không giúp ngươi. Ta nói là trứng côn bằng mà ngươi lừa từ tay Tuyết Hương. Nếu trong số các sinh linh trên thế gian, ma thần là đỉnh cấp thì côn bằng lại vượt xa ma thần, còn khủng bố hơn cả thần Thượng Hải. Đương nhiên thứ ta nói công bằng đã siêu thoát, còn quả trứng côn bằng trong tay ngươi còn chưa nở ra đâu. Nhưng dù vậy dùng trứng côn bằng trấn áp một ma thần chuyển sinh chưa hoàn thành dung hợp cũng đủ rồi, ngươi cầm trứng côn bằng đi thử đi. Trứng côn bằng cần nuốt mọi thứ, gì cũng ăn, chỉ ma lực mà thôi, còn không đủ nó nhét kế răng. Nhanh đi thử đi, lão tử gấp không chờ nổi rồi, ta muốn nhìn xem dùng trứng côn bằng trấn áp một ma thần gà mở thú vị đến mức nào. Nghe rất có đạo lý. Hắn quyết định thử một lần. Còn đám người Đinh Hòa Bình vẫn luôn nhìn Dương Bách Xuyên ngẩn người trước trận pháp khắc văn, cũng không biết đang làm gì. Không khí ở đây hơi áp lực, không ai dám quấy rầy Dương Bách Xuyên. Trong tình huống này bọn họ đều không có cách, chỉ có thể trông cậy vào Dương Bách Xuyên. Chỉ có Tuyết Hương biết Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với chim thần ma, tính nàng vẫn luôn lạnh nhạt nên lúc này rất bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó Tuyết Hương đã đánh mất sự bình tĩnh. Bởi vì nàng nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy trứng côn bằng ra. Mặc dù Tuyết Hương không biết Dương Bách Xuyên định làm gì, nhưng nàng cảm thấy không ổn, sứ mệnh của nàng là bảo vệ côn bằng phá xác. Nhưng trong hoàn cảnh này, Dương Bách Xuyên lại lấy trứng côn bằng ra khiến Tuyết Hương giật mình. Nàng xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, hỏi, ngươi làm gì vậy? Lấy trứng côn bằng ra làm gì? Dương Bách Xuyên không ngờ Tuyết Hương phản ứng lớn như vậy, thấy nàng khẩn trương muốn ra tay cướp lại trứng côn bằng về. Cũng may lúc này chim thần ma ra mặt giải thích thay cho hắn, nói cho Tuyết Hương chuyện về ma thần và huyết quan, kể về lợi ích và bất cập trong đó, chuyện này liên quan đến sự sống chết của mọi người. Đương nhiên cũng nhấn mạnh cách này sẽ không làm hại đến trứng côn bằng, có khi còn nhận được năng lượng lớn. Chờ chim thần ma nói xong, Tuyết Hương vẫn chưa lên tiếng, Dương Bách Xuyên lén nhìn nàng, cảm thấy hơi chột dạ. Ngay sau đó, Tuyết Hương ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, ta có thể tin ngươi không? Đối với câu hỏi này của Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên có thể nói cái gì? Hắn hiểu ý của nàng, cũng biết trứng côn bằng quan trọng với nàng như thế nào, khi nàng hỏi ra câu này, hắn biết thật ra thì Tuyết Hương đã đồng ý rồi. Nhưng là do nàng tin tưởng hẳn. Dương Bách Xuyên chân thành nhìn Tuyết Hương, ngươi yên tâm, ta sẽ không để trứng côn bằng xảy ra vấn đề gì, tin chim thần ma đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhìn về phía chim thần ma. Đúng đúng đúng, ta bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ có lợi cho trứng côn bằng, các người không hiểu cái tên trứng côn bằng này tượng trưng cho cái gì, ý nghĩa ra sao, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chẳng mấy khi chim, thần ma ủng hộ Dương Bách Xuyên. Được, cần ta giúp gì sao? Tuyết Hương gật đầu. Các người lùi sang một bên, chữ khác trên ma trận này không thể coi thường, để mình con gà Dương Bách Xuyên này là đủ rồi, đông người ngược lại không tốt, hắn ôm trứng côn băng tiến vào, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nhầm lẫn. Chim thần ma nói. Cuối cùng Tuyết Hương cũng đồng ý để Dương Bách Xuyên dùng trứng côn bằng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính mạng của nhiều người đều ở đây, nếu không tìm ra được một con đường sống, cởi bỏ nút thắt, tới khi đó tất cả mọi người đều sẽ chết chứ đừng nói tới trứng côn bằng, thế nên đây là lựa chọn duy nhất. Đương nhiên cụ thể như thế nào, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không nắm chắc. Điều hiện tại có thể làm là tin vào chim thần ma. Hy vọng trứng côn bằng sẽ có tác dụng. Sau khi Tuyết Hương lui về sau, Dương Bách Xuyên gật đầu với đám người Đinh Hòa Bình, ý bảo bọn họ yên tâm, đồng thời cũng bảo vệ tốt cho bản thân, hắn chuẩn bị phá minh văn trên ma trận. Ai biết lát nữa có bị cắn trả hay không? Dù sao thì cái chết của Biên Long còn sờ sờ ngay trước mắt, trong lòng mọi người vẫn thấy khiếp sợ. Hy vọng lần này không chậm trễ. Dương Bách Xuyên cầm trứng côn bằng nói với chim thần ma đang ngồi xổm trên vai hắn, quả đen, tính mạng của tiểu gia đây giao vào tay ngươi đấy. Chỉ có thứ yếu gà như ngươi mới lề mề. Cứ yên tâm bước vào đi, có lão tử đi cùng là được rồi, ngươi còn không tin tưởng ta hay sao, đúng là yếu gà.
chim, thần ma lên tiếng mắng. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma luôn miệng gọi mình là yếu gà thì trong lòng rất phiền muộn, năm đó khi lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn vẫn chưa phi thăng thành tiên, con hàng này đã gọi hắn là yếu gà. Hiện tại hắn đã trở thành hỗn nguyên đạo tiên nhưng con quạ đen kia vẫn gọi hắn y như vậy. Điều này khiến hắn vô cùng buồn bực, rất muốn chửi mắng một trận nhưng lời đến miệng lại không phát ra được. Đối với con quạ đen này, hắn cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ đáp, tiểu ra đây không so đo với ngươi nữa. Dứt lời, Dương Bách Xuyên cẩn thận đi về phía trước, chỉ cách hình tròn của ma trận chừng 3 bước mà thôi. Đi tới bước thứ 3 khi sắp bước vào bên trong, Dương Bách Xuyên dừng lại hỏi chim thần ma, cứ vậy mà vào à? Nói nhảm, đương nhiên là bước thẳng vào, nếu không thì ngươi còn muốn thế nào? Điều khiển trứng côn bằng sao? Bây giờ nó chỉ là một quả trứng mà thôi, yên tâm đi, trứng côn bằng gặp phải nguy hiểm sẽ xuất hiện dấu hiệu. Đây là sinh linh vượt qua tam giới ngũ hành. Không phải là thứ mà tên yếu gà như ngươi có thể tưởng tượng được, lực lượng của ma trận kia có mạnh tới đâu thì cũng không làm gì được trứng côn bằng. Chim thần ma hoàn toàn tin tưởng vào trứng côn bằng. Cũng không biết ngươi lấy đâu ra tự tin đó, chủ nhân như ta đây còn chưa tự tin được như vậy. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm rồi bước vào trong. Quả thật sau khi Dương Bách Xuyên dùng máu luyện hóa trứng côn bằng, hắn đã trở thành chủ nhân của nó, nhưng lại không hiểu quá nhiều về quả trứng này, chỉ là có thể trao đổi cảm ứng. Nói là trao đổi nhưng thật ra cũng rất gượng ép, gần như rất ít, bên trong trứng côn bằng có ý thức, nhưng chỉ nhận tuyết hương, không giao tiếp trao đổi với người chủ nhân như hắn. Nhưng lúc này bọn họ không còn sự lựa chọn khác. Trong lòng hắn đưa ra quyết định, nếu thật sự có gì đó xuất hiện, hắn sẽ lập tức chui vào trong bình càn khôn mặc kệ bí mật của hắn có bị lộ hay không. Hắn cũng không muốn giống như Biên Long, bị sức mạnh của ma trận hút thành một xác khô. Sở dĩ Dương Bách Xuyên dám xông tới nơi này. Mặc dù hiện tại hắn rất lo lắng nhưng vẫn rất kiên định là bởi vì trong tay hắn còn con át chủ bài là bình càn khôn. Nhưng bình càn khôn liên quan tới rất nhiều thứ, đây là bí mật lớn nhất trên người hắn, những người khác, cho dù là đám tuyết hương biết hắn có một càn khôn khác trên người, nhưng bọn họ chỉ xem như bảo vật động thiên mà thôi. Không ai thật sự hiểu rõ bí mật to lớn của bình càn khôn, cho tới hiện tại, người thật sự biết được cũng chỉ có một mình lão đầu Vân Thiên Tà. Thậm chí có thể nói, lão đầu cũng không hiểu được bao nhiêu, chỉ là biết đại khái. Vì sao không phải là bản thân hắn? Nói ra thì hắn chỉ biết nhiều hơn lão đầu về chuyện bên trong bình càn khôn có một điện càn khôn mà thôi. Bình càn khôn là một bảo vật lớn, cũng chính là con bài chưa lật trong tay hẳn, vậy nên Dương Bách Xuyên mới dám đánh cuộc một lần. Hắn tin chim thần ma, ôm trứng côn bằng tiến vào trong ma trận cũng vì dựa trên điểm này. Nếu không, Dương Bách Xuyên sao có thể dễ dàng đi mạo hiểm như vậy? Lúc này, hắn cắn chặt răng bước vào trong ma trận, trong lòng thầm nghĩ, nếu như trứng côn bằng không được thì hắn sẽ lập tức tiến vào trong bình càn khôn. Rồi tính sau, nếu không tới mức đường cùng thì hắn sẽ không để lộ bí mật bình càn khôn của mình. Ong, sau khi tiến một bước vào trong ma trận, một tiếng nổ vang lên. Bên trong ma trận, từng chữ khắc bùng lên ánh sáng đỏ. Dương Bách Xuyên nhìn thấy từng luồng ánh sáng đỏ đang tràn về phía mình, giống như những con rắn độc đang nhào tới. Nhanh như tia chớp, nháy mắt đã tới trước người hắn. Lúc này hắn giống như một kẻ xâm phạm vào lĩnh vực của đại yêu nào đó, bị tấn công tập thể. Cảm giác rõ ràng nhất là cơ thể như rơi vào kẽ nứt, toàn thân nổi da gà. Hơn nữa khi vô số những tia sáng kia ập tới, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực đè nén, hơi thở khiến hắn không tự chủ được muốn quỳ xuống tản ra từ bên. Trong quan tài máu, uy áp không gì sánh kịp trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Cảm giác giống như 10 vạn ngọn núi đang đè xuống. Cơ thể phát ra từng tiếng kêu răng rắc, không thể nào cử động. Ý thức của hắn như bị trấn áp, trong ngoài cơ thể đều tê liệt. Lúc này, vẻ mặt hắn mới thay đổi, đừng nói tới muốn làm việc khác, cho dù là dùng ý niệm để tiến vào bình càn khôn cũng không làm được. Những gì xảy ra trong ma trận hoàn toàn vượt xa dự liệu của hắn. Ánh sáng đỏ rực chiếu rọi trên người hắn, xèo xèo xèo. Hắn giống như là củi khô bị đốt cháy. Phát ra tiếng xèo xèo. Xong rồi, sắp toi đè Dương Bách Xuyên muốn khóc cũng không kịp. Trong nháy mắt, toàn thân có một loại cảm giác đau đớn xâm nhập vào tận linh hồn, như hàng vạn cây kim đâm vào, linh hồn cũng bắt đầu đau nhức. Bây giờ hẳn đã hiểu rõ vì sao Biên Long lại trở thành một cái xác khô. Chịu loại sức mạnh như thế này, ai có thể chống lại được? Thứ nhất là không kịp, thứ hai là quan tài máu kia có vấn đề, hơi thở tản ra giống như của một vị tiên nhân cao. Cấp chân áp một kẻ bình thường, chỉ cần uy hiếp cũng có thể đè chết. Huống chỉ sức mạnh của ma trận này còn cướp đi máu trên toàn thân.
Rõ ràng những ánh sáng đỏ rực này đang hút máu để cung cấp cho chiếc quan tài kia. Ma trận chính là một bộ máy, mà quan tài là trung tâm. Sắp chết rồi, trong đầu Dương Bách Xuyên chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dương Bách Xuyên cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua, hắn đang ở trong trạng thái đau đớn không thể nào nói rõ. Còn định trong thời phút quyết định, trốn vào trong bình càn khôn để bảo. Toàn tính mạng, ha ha, bây giờ mới hiểu rõ, đứng trước loại sức mạnh này, hẳn. Chẳng là cái thá gì. Nhưng, trong khoảnh khắc như vậy, điều kỳ diệu luôn xảy ra. Âm giác. Cuối cùng, chứng côn bằng trong tay hắn cũng có động tĩnh. Đi từ tuyệt vọng tới hy vọng. Chim thần ma vẫn đáng tin, chứng côn bằng cường đại. Ý thức của Dương Bách Xuyên đã có thể hoạt động. Quả chứng côn bằng trong tay hắn rung lên, hàng vạn tia sáng vàng bộc phát. Ánh sáng vàng chói lóa khiến Dương Bách Xuyên nhắm mắt theo bản năng. Ngay sau đó, hắn cảm giác được trong tay nhẹ đi. Điều này khiến hắn giật mình. Trong tay hắn đang là thứ gì? Là chứng côn bằng đó. Bị ai cướp đi rồi? Đây chính là phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên. Nếu chứng côn bằng có vấn đề gì, hắn biết ăn nói với Tuyết Hương thế nào? Lẽ nào chứng côn bằng vừa mới phát huy được một chút đã xong rồi sao? Bị người ta trực tiếp chân áp rồi. Là ai? Đương nhiên là chỉ có quan tài máu kia. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Dương Bách Xuyên đã đầm đìa mồ hôi. Bị kích thích, cũng bị dọa sợ. Nhưng mà hẳn lại cảm giác được có gì đó không đúng. Bởi vì ánh sáng vàng vẫn còn, cơ thể hẳn cũng có thể cử động. Điều này chứng tỏ, năng lượng của chứng côn bằng vẫn đang ở đây, nó không xảy ra chuyện gì. Hoặc là chứng côn bằng căn bản không bị cướp đi, mà tự nó bay đi rời khỏi lòng bàn tay của hắn. Chứng côn bằng đã có ý thức, có chính là côn băng, chỉ là vẫn chưa nở ra mà thôi. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên vội vàng mở mắt ra nhìn thử. Chói mắt, vẫn là ánh sáng vàng rực rỡ. Nước mắt hắn không kìm được mà chảy xuống. Nhưng khi mở hai mắt ra, hắn dần dần thích ứng. Nhìn qua có hơi mơ hồ. Trong một mảnh màu vàng, Dương Bách Xuyên thấy được cảnh tượng mơ hồ trong tầm mắt. Chứng côn bằng đang trôi lơ lửng trên quan tài máu, ánh sáng vàng chiếu rọi lên bề mặt quan tài, hoặc là nói toàn bộ bên trong ma trận minh văn đều được chiếu sáng bởi chứng côn bằng. Hắn biết đây chính là sức mạnh của chứng côn bằng, là uy lực của nó. Tiếp đó, hắn đã có thể nhìn rõ được toàn cảnh. Là mừng rỡ. Ầm ầm ầm. Cỗ quan tài kia không ngừng rung chuyển. Chứng côn bằng vẫn lơ lửng ở trên, từng minh văn bên ngoài chứng côn bằng nhanh chóng quay chuyển, chấn áp quan tài máu. Lúc này, ánh sáng đỏ trên quan tài cũng rực lên, không ngừng rung chuyển, giống như muốn phản kháng, nhưng lại bị sức mạnh của chứng côn bằng chấn áp, chỉ có thể rung nhẹ. Hơn nữa, cảnh tượng kỳ diệu là, Dương Bách Xuyên phát hiện mỗi khi minh văn trên chứng côn bằng quay vòng thì sẽ có một số ánh sáng đỏ bị hấp thu, tốc độ rất nhanh. Cảnh tượng này thực sự rất kỳ lạ và đầy thú vị. Quan tài máu kia là một chiến trận lớn, nó hấp thụ sức mạnh của những sinh linh khác cho bản thân mình, nhưng bây giờ lại bị chứng côn bằng cướp đi. Đây chính là báo ứng, điều này cũng chứng minh được sự cường đại của chứng côn bằng. Quả đúng như những gì chim thần ma nói. Ma thần thì thế nào? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên quả thật có hơi mong đợi. Ha ha, tên yếu gà, người nhìn xem, lão tử đã nói chứng côn bằng có thể trấn áp quan tài kia, quả nhiên không hổ là côn bằng. Chim thần ma vô cùng đắc ý. Khóe miệng Dương Bách Xuyên co giật, không thèm trả lời con quạ đen kia, hẳn tiếp tục nhìn vào cảnh tượng ở trước mắt. Cứ tầm 15 phút lại vang lên tiếng nổ rền trời. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được mặt đất rung chấn liên hồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh, quan tài máu vẫn luôn lơ lửng giữa không trung lại đang từ từ rơi xuống, đồng thời, quả trứng côn bằng cũng ngừng xoay tròn, lúc này trông nó chẳng khác nào một đứa trẻ căng ra bụng, trùng ra mắt, nghiêng ngả sắp đổ. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên vội vàng phất tay, thu trứng côn bằng về. Khi về tới lòng bàn tay hắn, trứng côn bằng đã khôi phục dáng vẻ bình thường, chẳng qua thoạt nhìn bên ngoài vỏ trứng có thêm minh văn đang phát sáng. Chim thần ma không kiềm được, nói, xem ra chuyến này trứng côn bằng được lợi lớn rồi, sau khi hấp thu sức mạnh từ quan tài máu, hẳn là chẳng bao lâu nữa nó sẽ phá vỏ chào đời thôi. Thế chừng nào trứng côn bằng sẽ phá vỏ? Dương Bách Xuyên hỏi. Thần vật cỡ này muốn chào đời còn phải xem thời thế và cơ duyên, mà thằng nhóc nhà ngươi sốt ruột làm chi? Đừng nói chuyện này nữa, mau đi xem thử trong tình hình trong quan tài máu thế nào đi. Hiện toàn bộ sức mạnh của đại trận đã bị trứng côn bằng hấp thu sạch, khả năng cao là nó sẽ bỏ trốn bất cứ lúc nào đấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy thì ta dám chắc lối ra của nơi này nằm ngay trong lòng quan tài máu.
Còn nữa, để đề phòng bất trắc thì nhớ giữ kỹ trứng côn bằng vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, trứng côn bằng chắc chắn là khắc tinh của quan tài máu, hay nói đúng hơn là khắc tinh của sinh linh trong quan tài, thế nên chỉ cần ngươi cầm trứng côn bằng trong tay sẽ có thể áp chế được nó. Gazu à, ta khuyên ngươi một câu, nếu có thời gian thì nhớ nghiên cứu minh văn trên vỏ trứng côn bằng, đó là minh văn đại đạo hàng thật giá thật đấy, dù thằng nhóc nhà người đọc không hiểu, nhưng chỉ cần tập vẽ lại thôi cũng mang tới lợi ích cực lớn cho ngươi rồi đấy. Chắc ngươi cũng nhìn thấy uy lực mà trứng côn bằng bày ra ban nấy rồi nhỉ, nhờ minh văn được truyền thừa của côn bằng đấy, thứ ấy ghê gớm lắm, sau này đừng để người khác dễ dàng nhìn thấy trứng côn bằng, bằng không thằng nhóc nhà ngươi sẽ bị người đuổi giết đó. Hiếm được một lần chim thần ma chịu nghiêm túc giảng giải về minh văn trên vỏ trứng côn bằng cho họ Dương nghe. Dương Bách Xuyên nghiêm túc lắng nghe chim thần ma nói, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Kỳ thật, từ lần đầu tiên nhìn thấy trứng côn bằng, hắn đã có cảm giác minh văn trên vỏ trứng không hề tầm thường, chỉ là tới tận bây giờ vẫn chưa một lần có suy nghĩ đào sâu, càng miễn bàn tới chuyện nghiên cứu để sở hữu uy lực khổng lồ tới vậy. Mặt khác, minh văn trên trứng côn bằng luôn ở trạng thái ẩn giấu. Không phải thứ có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Thế nên hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ đành nghĩ khi nào tìm thời gian trò chuyện với ý thức của trứng côn bằng, xin nó cho hắn nghiên cứu kỹ càng một phen. Nếu chim mất dạy đã nghiêm túc dặn dò, chứng tỏ đó là thứ tốt. Minh văn này thật sự lợi hại như vậy hả? Có điều, họ Dương vẫn hỏi lại chim thần ma cho chắc. Chim thần ma mắng, nói nhảm, đó là truyền thừa tự nhiên của người ta, hàng gia truyền đó có biết chưa? Chứ không ngươi tưởng một quả trứng có thể mạnh tới cỡ đó thật hả? Minh văn trên vỏ trứng không chỉ có thần lực của côn bằng, mà còn ẩn chứa sức mạnh thiên địa của đại đạo, ngươi có thể hiểu đơn giản là pháp tắc, nhưng là pháp tắc thiên đạo đẳng cấp nhất thế giới, là đại đạo. Mặt khác một khi côn bằng phá vỏ chào đời, minh văn trên vỏ trứng cũng sẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Thế nên thằng nhóc nhà ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội này đó. Sau khi hấp thu sức mạnh quan tài máu, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc nó phá vỏ. Lỡ một ngày nào đó, kỳ tích xuất hiện, côn bằng chào đời, vậy thì thằng nhóc nhà ngươi có muốn cũng chẳng còn cái để xem. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó bước vội về phía quan tài máu. Quan tài máu lúc này đã không còn tản ra hơi thở khi người khác phải khiếp sợ, thoạt nhìn chỉ là một chiếc quan tài làm từ huyết ngọc. Có điều, xung quanh quan tài máu cũng có rất nhiều hoa văn hình thành tự nhiên, có lẽ là tượng trưng cho sức mạnh nào đó. Chim thần ma thấy vậy cũng phải thốt lên kinh ngạc. Hóa ra quan tài máu này được chế tạo từ huyết ngọc hoàng tuyền, thứ tốt đó, mỗi cái quan tài máu này thôi đã là một bảo vật vô giá rồi. Huyết ngọc hoàng tuyền là cái gì? Trên đời này thật sự có hoàng tuyền hả? Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói vậy thì vội hỏi lại. Đương nhiên là có rồi, theo truyền thuyết thì trước khi tiến vào luân hồi, linh hồn sẽ phải đi qua một con đường quanh co khúc khuỷu, đoạn đường đó được gọi là hoàng tuyền lộ, trên đường có một dòng sông tên hoàng tuyền, và đó cũng là đoạn đường nguy hiểm nhất. Đã từng cắn nuốt vô số cường giả, về lâu về dài nước sông cũng nhuốm màu máu. Trong hoàng truyền có một loại tài liệu luyện khí không có trên thế gian, đó là huyết ngọc đã thâm nhiễm máu thần ma, tục xưng huyết ngọc hoàng tuyền. Quan tài máu được tạo thành từ tài liệu đẳng cỡ này không chỉ hấp thu được máu huyết, thần hồn, mà còn có thể tăng cường pháp lực của người dùng nó tu luyện. Thật không ngờ ở nơi này lại có quan tài máu hoàng tuyền, có điều trông không giống quan tài máu hoàng tuyền thuần khiết, mà chỉ thêm chút huyết ngọc hoàng tuyền thôi. Cũng đúng, nếu đây là quan tài máu hoàng tuyền chân chính, có lẽ hôm nay trứng côn bằng chẳng áp chế nổi nó đâu. Nhưng vậy cũng đã rất phi thường rồi, nếu đưa thứ này cho quỷ tu tu luyện, chắc chắn sẽ làm ít công to, tu vi thăng tiến cực nhanh, xem như là chí bảo của ma đạo và quỷ đạo. Ngoài ra nó cũng là một bảo vật tiên thiên, xét về mặt nào đó đã vượt qua cả tiên khí cực phẩm, lần này thăng nhóc nhà ngươi kiếm bộn rồi. Chim thần ma chép miệng nói. Dương Bách Xuyên là người trái đất, từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu. Luôn cho rằng thứ như quan tài sẽ mang tới vận xui, vì vậy dù chim thần ma có ca tụng nó lợi hại cỡ nào, hắn cũng chẳng nghe lọt, kiên quyết không đồng ý. Chuyện hắn quan tâm lúc này là thứ nằm trong quan tài máu đó, chính xác hơn là, rốt cuộc Lạc Dương có ở trong đó không? Liệu có đúng như những gì chim thần ma đã nói, Lạc Dương là một ma thần chuyển kiếp? Và trong quan tài máu có manh mối để họ rời khỏi nơi này không? Gà dù nhà ngươi ngây ra đó làm gì? Mau mở quan tài đi! Chim thần ma thúc. Dục Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, bất ngờ tung trưởng đánh vào cạnh của nắp quan tài. Sau một trưởng chẳng tốn bao nhiêu sức lực, nắp quan tài dễ dàng bị lật mở. Bởi vì sức mạnh của chính nó đã bị trứng côn bằng hấp thu cạn, thế nên có thể một trưởng mở nắp cũng chẳng có gì lạ. Việc đầu tiên Dương Bách Xuyên làm là nhìn thẳng vào bên trong quan tài máu. Khác xa với những gì hắn tưởng tượng,
Sau khi nắp quan tài bị rời đi, không có bất cứ cương thi hay mãnh thú ồ ạt nhảy ra cả, trái lại vô cùng im ắng. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên nhìn rõ khung cảnh bên trong quan tài, cả người hắn bỗng sững lại. Đúng là có một cô gái đang nằm bên trong quan tài, và thứ khiến trái tim hắn rung động đương nhiên không gì khác ngoài dung nhan mỹ miều của cô gái ấy. Hắn từng gặp rất nhiều mỹ nữ, Tuyết Hương, Cảnh Sán, thậm chí là hình chiếu nguyên thần của sư nương Thiên Hồ, ai ai cũng đều sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần. Thế mà cô gái nằm trong quan tài kia lại mang trên mình gương mặt mà theo cảm nhận của Dương Bách Xuyên là không thua kém gì những người hắn kể trên, thậm chí là có phần hơn. Chỉ là đôi mắt cô gái nằm trong quan tài máu vẫn luôn nhắm nghiền, không giống như một người còn sống. Đừng nói là chết rồi nha, Dương Bách Xuyên nghĩ thầm. Hắn đứng trước cỗ quan tài, trợn mắt nhìn hồi lâu, nhưng cô gái trong quan tài vẫn nằm im bất động. Tất nhiên lúc này hắn chưa xác định được liệu đây có phải Lạc Dương mà bọn họ muốn tìm hay không. Bèn lớn tiếng gọi nhóm Đinh Hòa Bình đang đứng phía xa, Lão Đinh, lại đây. Cứ để nhóm Lão Đinh tới xem thử là biết ngay có phải Lạc Dương hay không thôi. Hiện tại, minh văn của ma trận đã bị chứng côn bằng phá hủy, vì vậy họ có thể lại gần mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Hô xong, Dương Bách Xuyên lại quay sang hỏi chim thần ma, qua này, ngươi nhìn thử xem có đúng là người đó chết rồi không? Có khi nào là do bị chứng côn bằng đè nên mới vậy không? Nếu là bị đè chết thật, vậy thì không ổn đâu, đến lúc đó ta biết ăn nói sao với nhị sư huynh đây. Chim thần ma mở miệng đáp, nhãi danh, ngươi nghĩ hơi xa rồi, dù ngươi có chết nàng ta cũng hãy còn sống nhăn đấy, có thấy hoa văn trên ấn đường của nàng ta không? Hiện tại, ông đây có thể khẳng định 100% rằng nàng ta chính là ma thần chuyển kiếp, nguyên nhân vẫn chưa tỉnh lại có thể là do bị chứng côn bằng đàn áp, cưỡng chế hấp thu sức mạnh. Một khả năng khác là chuyện ngươi lôi chứng côn bằng ra đã vô tình cắt ngang quá trình dung hợp của ả. Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác rốt cuộc. Nàng ta đã hoàn thành quá trình dung hợp ma hồn, hoàn toàn biến thành ma thần chưa? Tiếng nổ rung trời vang lên, Dương Bách Xuyên bị sóng xung kích hất văng ra ngoài, té nhoài trên đất, quả trứng côn bằng trong tay lại lơ lửng giữa không trung. Trên vỏ trứng hiện chỉ chít minh văn ánh vàng đang tỏa ánh hào quang rạng rỡ. A, gừ, tiểu bối, muốn chết, ai giọng nữ đầy tức giận vang lên, xen lẫn trong tiếng mắng chửi là tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên lập tức ngoái đầu lại, thấy ánh sáng vàng tỏa ra từ trứng côn bằng đang chiếu thẳng vào người cô gái ngồi trong quan tài máu. Ma khí khủng bố bao quanh nữ tử này, nhưng nhìn qua thì ma khí đang bị trứng côn bằng trấn áp cho nên lúc này nàng ta không cử động được. Dương Bách Xuyên lạnh run người khi bị đôi mắt đỏ như máu của nàng ta nhìn chằm chằm. Lạc Dương đại nhân, đám người Đinh Hòa Bình gọi to. Rất nhanh ánh sáng trên trứng côn bằng biến mất, hơi thở và ma khí trên người nữ tử cũng biến mất. Sau đó nàng ta ngã xuống huyết quan. Khoảnh khắc ngã xuống hai mắt của nàng ta trở lại thành màu đen, vầng trăng rằm giữa trán cũng biến mất. Dương Bách Xuyên đứng dậy liếc nhìn về phía nàng ta, sau đó thấy nữ tử mở to mắt, nhìn hơi suy yếu. Thần ma nói, vẫn cứu được, hiện tại nàng ta đang trong trạng thái nửa ma nửa tiên, có lẽ ý thức ma thần chưa hoàn toàn dung hợp ý thức của nàng ta. Nửa ma nửa tiên là sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Tức là trong cơ thể nàng ta có hai ý thức. Một ý thức ma thần, một ý thức của nàng ta. Ma thần là chủ thể, còn ý thức sau là ý thức chuyển sinh nên tính ra nàng ta vẫn là chính mình. Nếu lần này ngươi không quấy rầy, có lẽ nàng ta đã hoàn thành dung hợp, bây. Giờ bị ngươi phá hỏng quá trình dung hợp nên trong cơ thể nàng ta xuất hiện hai ý thức. Thật ra nếu để vậy thì sau này sẽ dung hợp thôi. Nhưng hiện tại có biến số, hoặc ý thức ma thần cắn nuốt ý thức Lạc Dương, hoặc Lạc Dương cắn nuốt dung hợp ý thức ma thần. Thú vị đấy. Tiên ma cùng một cơ thể, chim thần ma nói. Dương Bách Xuyên nghe không hiểu lắm nhưng cũng hiểu chút, hắn sợ hãi nhìn Lạc Dương, hỏi lại chim thần ma, vậy vừa rồi là sao, bây giờ lại sao rồi? Chim thần ma nói, vừa rồi ý thức ma thần chiếm thế cho nên mới tức giận như vậy. Ngươi là kẻ cắt đứt quá trình dung hợp của ma thần, nàng ta hận ngươi cho nên sau này cẩn thận chút, ha ha. Nói xong chim thần ma cười to, qua đen, ngươi có ý gì hả? Dương Bách Xuyên hơi giận người. Ý của ta là bây giờ trong cơ thể nàng ta có hai ý thức, một ý thức của Lạc Dương, một ý thức của ma thần, hai ý thức này ở cùng một cơ thể và đang tranh đoạt quyền kiểm soát. Ý thức nào mạnh hơn sẽ làm chủ thân thể, lúc nấy thì ý thức ma thần chiếm thế, còn bây giờ là ý thức của Lạc Dương. Ngươi nhìn xem ánh mắt của nàng ta đã bình thường lại, đó là dấu hiệu nhận biết. Nhưng sau này nàng ta có thể chuyển thành ma thần bất cứ lúc nào, cho nên A mới nhắc ngươi hãy cẩn thận. Ý thức ma thần rất hận ngươi, chỉ cần tỉnh lại sẽ giết chết ngươi. Một ma thần muốn giết chết ngươi thì dễ như giết chết một con kiến, ha ha.
Nói xong chim thần ma cười to. Có vẻ nó rất vui vẻ khi thấy Dương Bách Xuyên gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên tức giận nói, cụa đen, ngươi nhanh nghĩ cách cho ta, nếu ta đã chết ngươi cũng không yên. Không đúng, bây giờ lão tử tiêu diệt ý thức ma thần là xong chuyện. Ha ha, chim thần ma nói, một con gà như ngươi tưởng tiêu diệt ý thức ma thần dễ như vậy. Trứng côn bằng cũng chưa tiêu diệt được, ngươi lấy gì tiêu diệt chứ? Nếu ngươi dùng trứng côn bằng trấn áp ý thức ma thần, có lẽ sẽ làm ý thức ma thần bị thương, trợ giúp được Lạc Dương. Lâu dần Lạc Dương có thể cắn. Ngược lại ý thức của ma thần, lúc đó nàng ta sẽ là chủ. Cái gì, bảo ta coi chừng nàng ta, ngươi có lầm hay không? Nhỡ may ma thần lại bùng nổ rồi tiêu diệt ta thì sao? Dương Bách Xuyên nói. Không phải trên người ngươi có trứng côn bằng hay sao, đó là khắc tỉnh của ma thần, có thể trấn áp ma thần, ngươi lo cái gì? Hiện tại trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi giúp được Lạc Dương, cho nên lão tử mới cảm thấy thú vị, ha ha. Chim thần ma cười to. Nghe vậy Dương Bách Xuyên trợn mắt há mồm, có vẻ hắn không còn lựa chọn nào khác. Ban đầu hẳn tìm Lạc Dương vì đó là đồ đệ của nhị sư huynh, giờ thì tìm được rồi nhưng ai biết Lạc Dương là ma thần chuyển sinh. Máu chó hơn hiện tại Lạc Dương có hai ý thức, nếu hắn không giúp, cuối cùng nàng ta cũng chết. Bị ý thức ma thần cắn nuốt, nếu hẳn giúp, ý thức Lạc Dương sẽ có cơ hội cắn nuốt ý thức ma thần. Tương đương cứu Lạc Dương. Nếu cứu... Lạc Dương này chính là một quả bom di động sẵn sàng lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Không cứu, nhìn Lạc Dương bị ma thần cắn nuốt rồi giết chết, vi phạm sơ tâm của hắn. Dường như hắn không có lựa chọn nào khác. Rõ ràng hắn có thể thấy chết không cứu. Nhưng sai này gặp nhị sư huynh cũng không tiện ăn nói. Thở dài, đành phải nhận mệnh vậy. Lạc Dương đại nhân! Lạc Dương đại nhân! Trong lúc Dương Bách Xuyên ngẩn người, đám người Định Hòa Bình xông lên bao vây huyết quan. Vừa rồi bọn họ cũng bị dọa sợ, mặc dù không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng chắc cũng nguy hiểm. Dương Bách Xuyên không nói tình hình của Lạc Dương cho đám người Định Hòa Bình ngay. Hắn cảm thấy nếu nói cho bọn họ, bảo bọn họ tránh xa Lạc Dương ra, quỷ biết ý thức ma thần có bùng nổ ngay lúc này rồi giết chết mọi người hay không. Hắn cầm trứng côn bằng cảnh giác trong mọi tình huống. Lúc này một giọng nói yếu ớt dễ nghe vang lên, cảm ơn. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lạc Dương đã đi ra huyết quan, đứng ở sau mọi người. Dương Bách Xuyên biết Lạc Dương đang nói cảm ơn mình, có vẻ nàng ta cũng biết mọi chuyện. Dương Bách Xuyên vội vàng nói, không có gì, ta cũng là một phần của tiên. Minh luyện tạo, đây là chuyện nên làm, hơn nữa có lẽ giữa chúng ta có quan hệ sâu xa, sau này ta sẽ xác minh điều này, bây giờ ngươi cảm thấy sao rồi? Không quá giống như trong tưởng tượng. Dương Bách Xuyên nghĩ Lạc Dương là kiểu người có tính cách kiêu ngạo. Dù sao thì trước kia nghe đám người Đinh Hòa Bình nói, Lạc Dương là cao thủ cấp bậc tiên quân. Hiện tại xem ra tính tình Lạc Dương ôn hòa hơn hắn tưởng rất nhiều. Nhưng Dương Bách Xuyên không nhìn thấu được cảnh giới tu vi của Lạc Dương, cũng không biết bên trong cơ thể nàng đã dung hợp ý thức của ma thần, hoặc là nói nàng đã trải qua những gì, tu vi hẳn phải cao hơn cảnh giới tiên quân, hắn không nhìn ra cũng là điều bình thường. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề quan trọng là ý thức ma thần bên trong cơ thể Lạc Dương. Đây chính là quả bom nổ chậm. Hai ý thức cùng tồn tại trong một cơ thể, một tiên một ma, hơn nữa còn là ma thần. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nhớ tới hai tỷ muội Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư. Năm đó, khi hắn gặp được tỷ muội bọn họ, cả hai cũng dùng chung một cơ thể, chỉ là Lục Tuyết Hy dùng cơ thể của muội muội Lục Vũ Thư. Nhưng hai người họ trên cơ bản là hài hòa, sau khi Lục Tuyết Hy trở thành Nguyên Anh thì đi theo con đường tán tiên, kết quả tốt đẹp. Tương tự như tình huống của Lạc Dương lúc này, nhưng về cơ bản lại khác nhau. Lạc Dương phức tạp hơn, vấn đề của nàng là một chủ thể chia làm hai phần, một cơ thể nhưng lại có hai ý thức, theo như những gì chim thần ma nói thì cuối cùng sẽ phải dung hợp. Bây giờ phải xem ý thức của Lạc Dương đã cắn nuốt, dung hợp ý thức của ma thần hay là ý thức ma thần đã dung hợp Lạc Dương. Hơn nữa trong lúc này, không biết khi nào ý thức của ma thần trong cơ thể nàng ấy sẽ nhảy ra. Vậy nên mới nói giống như một quả bom hẹn giờ. Không ai biết liệu giây sau Lạc Dương có bị ý thức ma thần chiếm lấy hay không. Nếu như lần này ý thức ma thần không bị hắn dùng trứng côn bằng làm gián đoạn, bị thương nặng thì có khi Lạc Dương đã bị cắn nuốt từ lâu. Lúc này xuất hiện trước mặt bọn họ sẽ là một ma thần khoác trên mình thân xác của Lạc Dương. Chim thần ma nói bởi vì ý thức ma thần bị thương nên Lạc Dương mới có cơ hội tranh đấu với ý thức của ma thần, bây giờ phải dựa vào vận may của nàng thôi. Lúc này Lạc Dương xem như đã đổi lại, nàng đi tới trước mặt mọi người. Cảm ơn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đương nhiên biết rõ, nàng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra trên cơ thể mình.
cũng không cần thiết phải hỏi thêm chuyện gì, mục tiêu trước mắt là phải rời khỏi đây trước rồi tính, sau khi đại trận 28 tròm sao bị hắn phá giải, không gian này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đứng trước tình hình trước mắt, Dương Bách Xuyên cười nói với Lạc Dương, không cần khách khí, không gian ở đây sẽ nhanh chóng sụp đổ, chúng ta rời khỏi đây trước rồi ôn chuyện cũ sau, người có biết cách ra ngoài không? Dương Bách Xuyên cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng. Biết, Lạc Dương gật đầu tỏ ý biết đường, nàng chỉ tay vào quan tài máu rồi nói, mọi người theo ta vào trong quan tài, đến lúc đó tất cả sẽ có thể rời khỏi. Đây, quan tài máu, Dương Bách Xuyên nhíu mày nghi ngờ, theo như những gì chim thần ma nói, cái quan tài máu này không phải là vật tốt lành, nếu mọi người bước vào, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Ma thần bên trong cơ thể Lạc Dương có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào để chiếm lấy cơ thể. Tới khi bọn họ vào trong quan tài, đó là sân nhà của ma thần, bọn họ sao có thể chống lại được? Nhưng ngẫm nghĩ, vừa rồi ý thức ma thần đã bị hắn dùng trứng côn bằng áp chế, có lẽ sẽ không thức tỉnh nhanh như vậy. Hơn nữa, chỉ cần trứng côn bằng vẫn còn ở trong tay hắn thì sẽ không sợ ý thức ma thần quấy phá. Cộng thêm giọng nói dịu dàng của Lạc Dương, nghe mà khiến người ta mềm nhũ. Hắn dứt khoát tin tưởng Lạc Dương một lần, dù sao cũng có trứng côn bằng ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chim thần ma đã nói, đường ra ngoài có liên quan tới quan tài máu. Sau khi nghĩ ngợi, đang định nói với mọi người cùng nhau vào quan tài đi, ai biết lúc này không gian đột nhiên rung chuyển. Ầm ầm ầm. Không xong rồi, không gian bắt đầu sụp đổ. Giờ thì hay rồi, bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói, mọi người cùng vào quan tài đi. Lạc Dương phất tay, ánh sáng đỏ rực trong quan tài lóe lên, hiện ra những phù văn chớp tắt. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều bay vọt vào trong. Sau khi tiến vào, quả nhiên giống như những gì Lạc Dương nói, trong này là một thế giới khác. Lúc trước khi quan sát từ bên ngoài, bên trong không hề có chỗ nào kỳ lạ, chỉ là cỗ quan tài đủ chỗ cho một người nằm mà thôi. Nhưng sau khi tất cả mọi người tiến vào mới phát hiện ra bên trong có sức mạnh không gian này rất lớn, bọn họ xuất hiện trong một đại điện. Ở đây có đầy đủ mọi vật dụng trong nhà. Mọi người cứ ngồi tự nhiên, ta khởi động sức mạnh của quan tài, có thể xuyên không gian, lúc đó chúng ta sẽ ra ngoài được. Lạc Dương bảo mọi người ngồi xuống. Dù sao thì không gian trong đại điện 200-300 mét vuông, vậy là đủ rồi. Lạc Dương nói xong thì tay bắt đầu ấn pháp quyết. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng nổ vang, có lẽ là Lạc Dương đã đóng nắp quan tài lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong đại điện như có một loại sức mạnh vô hình đang chuyển động rất nhanh. Hắn đoán Lạc Dương đã dùng sức mạnh xuyên không gian của quan tài, đi từ nơi này ra bên ngoài. Cũng không biết sau khi rời khỏi đây sẽ tới đâu, có phải vẫn ở thành Tiên Đan không? Dù sao thì bây giờ cũng đã vào đây rồi, không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn tin tưởng Lạc Dương. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn đề phòng nàng ta, hoặc nói đúng hơn là đề phòng ý thức ma thần. Vậy nên hắn cố tình đứng bên cạnh Tuyết Hương, dẫn Tuyết Dương đứng chắn trước mọi người, nếu như cảm nhận được cái gì không đúng thì hắn có thể lấy ra khắc tinh của ma thần bất cứ lúc nào. Nơi Lạc Dương đang đứng trước một nơi khắc đầy những ký hiệu phù văn, theo sau những pháp quyết đang được nàng đánh ra đều sẽ có luồng khí di. Chuyển. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lạc Dương thật sự đưa mọi người ra ngoài. Chỉ cần nàng không hóa thân thành ma thần thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Những người khác cũng biết những gì đã xảy ra trên người Lạc Dương, dù sao. Thì nó cũng rất nguy hiểm nên tất cả đều cố tình kéo dài ra một khoảng cách. Không quá lâu, Lạc Dương đã thu tay lại. Ngay sau đó, mọi người đều cảm nhận được đại điện rung chuyển. Dương Bách Xuyên căng thẳng nhìn Lạc Dương. Chỉ thấy nàng cười rồi nhẹ giọng nói, đã hoàn thành lần xuyên không gian thứ nhất, nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta đã trở về thành Thiên Đan, hiện tại có thể ra ngoài rồi. Nghe Lạc Dương nói như vậy, tất cả mọi người đều mừng rỡ, sau khi thoát chết trong gang tấc, bọn họ cũng trở về được thành Thiên Đan, ai cũng vui vẻ. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe xong thì lại nhíu mày, ý của Lạc Dương là có thể xuất hiện ở nơi nào còn chưa chắc, nàng nói nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ về được thành Thiên Đan. Vậy lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì sao? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi Lạc Dương. Ngươi, không thể khống chế cỗ quan tài này sao? Đúng vậy, nói chính xác thì cỗ quan tài này không phải của ta, mà là của ý thức ma thần, ta không dung hợp với ma thần nên chỉ biết được cách khởi động quan tài, vậy nên không chắc chắn. Đợi đã mọi người đứng cả vào trận pháp, cùng nhau đi ra ngoài. Giọng Lạc Dương dịu dàng còn mang theo ý cười. Những người khác nghe vậy thì đều đứng vào trong trận pháp, quả nhiên có thể dùng được tiên thức, bọn họ phát hiện nơi trở về đúng là thành Tiên Đan.
hơn nữa còn là thung lũng khi bọn họ tiến vào thành ma. Dương Bách Xuyên nghe mọi người nói vậy thì cũng thả lỏng, hắn và Tuyết Hương cũng vào trận pháp. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên có thể phóng tiên lực nhìn ra bên ngoài, đúng là thung lũng kia, thấy vậy thì yên tâm. Nhưng không một ai phát hiện, ngay lúc này, khóe miệng Lạc Dương nhếch lên, ánh mắt lóe qua một tia đỏ rực rồi biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.